mình che chắn một bên cho dù có muốn thuấn độn chạy sang một hướng khác thì cũng đều gặp phải sự ngăn cản như suốt quỷ nhập thần của báo lân thú nếu luận về thực lực chân chính thì có lẽ tên nam tử ma tộc này cùng ma cầm liên thủ hẳn trên báo lân thú một bậc nhưng luận về trình độ độn thuật huyền diệu báo lân thú lại ở phía trên nam tử ma tộc nhất thời khiến cho hai bên đau khổ tranh đấu không thôi lại nói về hàn lập ở bên kia đơn đả độc đấu với phụ nhân váy xanh cùng cự mãng ba đầu trái lại chỉ dễ dàng giống như ăn cơm tấm mặc cho hai người phát động thủ đoạn công kích như cuồng phong bão tố, hắn chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ ngăn cản được. Thậm chí nếu không phải sợ khi đánh chết đối thủ có thể sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, thì Hàn Lập căn bản cũng không tốn bao nhiêu khí lực để diệt sát phụ nhân cùng tam thủ cự mãng này. Ngay lúc này hai người phụ thân và ma thú liền rơi vào vòng luẩn quẩn buồn bực, dù thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, nhưng lại vô pháp ngạnh xông ra khỏi đại sảnh nửa bước. Trong lòng Hàn Lập đang âm thầm suy xét xem có nên trợ giúp Vũ Y thiếu nữ hay không, bên tai đột nhiên chuyển đến một âm thanh kinh hỉ. "Hàn huynh, có thể đi được rồi, tiểu muội đã đắc thủ." Hàn Lập vừa nghe được lời nói này trên mặt đại hỉ, đồng thời trong miệng cười rộ lên một hồi. Chiến đấu kiểu quấn lấy đối phương mà đánh, cầm chân không cho đối phương phân tâm. Chương 2080, đắc thủ. Một tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hắc khí sau lưng phóng lên cao vút, bên trong hắc khí mơ hồ hiện lên một cái hư ảnh ma tướng ba đầu sáu tay màu vàng rực rỡ. Bốn cánh tay của ma tướng này khẽ đảo, tức thì bốn thanh kim sắc cự nhận cũng theo đó hiện ra trong tay, đồng thời mỗi thanh đều đánh ra một đạo nhận quang màu vàng kim. Những nhận quang này loáng cái đã dài ra gần 10 trượng, thanh thế cực kỳ kinh người, ngay cả nam tử cùng phụ nhân ma tộc và ma thú đều đồng loạt thi triển thủ đoạn để ngăn cản nhưng cũng bị nó đánh cho rối rít thối lui. Nhân cơ hội này Hàn Lập nhanh chóng thu lại pháp tướng cùng với hỏa điều màu bạc rồi thân thể hóa thành một đạo thanh hồng sao sao chói mắt lao ra ngoài cửa, còn báo lân thú sau khi thu lại hóa thân hư ảnh cũng hóa thành một đoàn kim quang theo sát Hàn Lập. Nam tử ma tộc cùng phụ nhân váy xanh thấy tình hình này hiển nhiên biết có điều không hay, sau khi truyền âm gấp với nhau hai câu, nam tử ma tộc lập tức dẫn theo ma cầm đuổi theo, mà phụ nhân váy xanh thì cuống quyết bay về phía nơi ở của đám hạch tâm đệ tử kia. Chỉ sau chốc lát, phụ nhân xuất hiện ở phía trước một thiên điện sao sao sao, sắc mặt nàng lập tức trở nên hết sức âm trầm. Đại môn của thiên điện này chẳng những đổ bể tan tành mà mấy tầng cấm chế bố trí gần đó cũng bị người ta bài trừ không còn một mống. Hơn nữa có mấy tên thủ vệ ma tộc mặc chiến giáp màu xanh biếc cũng ngã trái ngã phải nằm đầy đất ngoài cửa lớn. Phụ nhân váy xanh chửi bới một câu rồi cũng không trần chờ gì thêm nữa mà rú lên một tiếng giải thê lương, tiếng kêu vang vọng chọc thẳng tới chín tầng mây. Trong khoảnh khắc, Cả tòa Huân Hương Trái cũng trở nên sôi sục, Thanh Dực Nhân tu vi thấp lập tức đóng cửa khóa nhà mà một số ma tộc có tu vi cao thì giật nảy mình rối rít ra khỏi phòng bay về phía tiếng rú kia. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập và Báo Lân Thú đã hội hợp lại một chỗ, cũng không trần chờ mà lao thẳng về một góc hàng rào vắng vẻ. Ở phía sau hắn không xa, nam tử ma tộc nọ cưỡi trên lưng con ma cầm màu trắng, liều mạng theo sát không rời. Sau khi nghe thấy tiếng rú của phụ nhân truyền đến, Hàn Lập khẽ cau mày. Thần sắc nam tử ma tộc phía sau trở nên ngưng trọng, sau khi hít sâu một hơi, có vẻ như hắn cũng sắp sửa rú lên một tiếng tương tự. Nhưng ngay lúc này, Hàn Lập ở phía trước bỗng nhiên lật tay ném ra mấy trăm chương phù màu kim ngân, đồng thời bay thẳng lên cao, lóe một cái đã biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ vang trời phát ra, thiên địa nguyên khí trên không cũng run rẩy, hư ảnh một tòa cung điện khổng lồ lững lờ hiện ra giữa ngũ sắc hà quang rồi ầm ầm rơi xuống phía dưới. Nam tử ma tộc cả kinh trong lòng cũng bất chấp hết thảy, quạt lông màu trắng trong tay quả tới tấp về phía không trung, một cỗ lốc xoáy tuôn ra cuốn về phía hư ảnh cung điện trên cao. Cát bay đá chạy, có vẻ như nó rất có thể mạnh mẽ thổi tan được hư ảnh của tòa cung điện này. Nhưng Hàn Lập ở phía xa cười lạnh một tiếng rồi khẽ điểm một cái về phía hư ảnh cung điện trên trời cao. Từ trên trời cao trong nháy mắt lại bộc phát ra vạn đạo quang mang, ngũ sắc hà quang lại càng tuôn xuống phía dưới, cuốn đi tất cả cuồng phong biến vào hư không. Mà hư ảnh của cung điện sau một tiếng nổ vang đã chụp lấy nam tử ma tộc còn chưa kịp xử trí thế nào vào trong. Nam tử ma tộc chỉ vừa cảm thấy mắt hoa lên thì thân mình đã ở trong một vùng xương mù mờ ảo, ở phía xa xa giường như đâu đâu cũng đều là hư ảnh đủ loại đình đài lầu các khiến người ta nhất thời không còn biết mình đang ở nơi nào. Vị ma tôn thanh dược tộc này sắc mặt đại biến, liền không chút lưỡng lự ném quạt lông trong tay bay ra, quạt lông lập tức hóa thành hơn chục con phong dao mờ ảo rồi đánh thẳng về phía những hư ảnh nơi xa kia. Trong lòng tên ma tộc này hiện giờ cũng rất rõ ràng, ngay cả khi hắn có thể thoát khốn ra ngoài nhưng hiển nhiên không cách nào đuổi kịp Hàn Lập được nữa. Sự thật đúng là như vậy, Hàn Lập vừa nhìn thấy có thể dùng phù tạm thời vây khốn được nam tử ma tộc kia thì tức thì một tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng sét đánh vang lên, sau lưng Hàn Lập lập tức hiện lên một đôi lông cánh xanh trắng, đôi cánh khẽ vỗ một cái, hắn liền hóa thành một tia thanh ti bắn đi, chỉ chớp lên vài cái đã biến mất trong bóng tối không lâu sau, trong biển sương mù màu trắng sữa giữa ba ngọn núi đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đạo kiếm quang khổng lồ to bằng thân người bỗng nhiên chém ra từ biển sương mù, nơi hàn quang quét qua đều khiến biển sương mù tách ra làm đôi. Sương mù tới tấp tản ra bốn phía như điên loạn, phảng phất như cấm chế của cả tòa trấn trại của huân hương trại này đều bị một kiếm này chém nát. Nhưng sau khi kiếm quang màu xanh lóe lên rồi biến mất, từ trong một góc của biển sương mù có hai đạo cầu vòng bắn ra, sau khi đảo qua xung quanh cũng phá không lao về phía chân trời. Chỉ trong chốc lát, từ trong biển sương mù phía dưới có mấy tiếng giống giận truyền tới, độn quang đủ mọi màu sắc từ đó lao ra đuổi theo hai đạo cầu vòng phía trước. Một người thân ảnh yểu điệu trong hai đạo cầu vòng phía trước chính là Vũ Y thiếu nữ, còn một gã mặc thanh bào hiển nhiên là Hàn Lập. Vũ Y thiếu nữ quay đầu nhìn năm sáu tên ma tôn thanh dược tộc ở vài dặm phía sau đang đuổi sát không nghỉ, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ. Hàn huynh, cũng không sai biệt lắm rồi chúng ta nên bỏ bọn họ lại đi. Được, bắt đầu động thủ đi. Hàn lập nghe thấy vậy, thần niệm đảo về phía sau, bất động thanh sắc gật đầu, tiếp đó dừng lại độn quang, vô số điện hồ màu bạc từ cơ thể hắn tuôn ra rồi biến ảo thành một con lôi bằng màu bạc lớn gần một trường. Hai cánh lôi bằng này mạnh mẽ vỗ một cái, điện hồ phía ngoài thân nổ vang một tiếng, thân thể lập tức điên cuồng phóng lớn gấp 10 hóa thành một con lôi bằng dài chừng 10 trường, tiếp đó đôi cánh khổng lồ lại vỗ mạnh thêm một lần nữa, lôi bằng liền hóa thành một đạo ngân hồ bắn đi, chỉ lóe một cái đã biến mất vô ảnh vô tung ở phía chân trời. Còn vũ y thiếu nữ đã xoay chuyển trong độn quang mà biến thành một con ngũ sắc thải phượng, ngũ sắc hà quang phía ngoài thân thể con phượng này cuộn lên một cái, nó đã lao vào hư không biến mất không tâm tích. Mấy đạo độn quang đuổi theo phía sau giật mình, bất giác dừng lại, cũng dối giết hiện ra chân thân. Một nữ tử yếu ớt nhất trong đó rõ rành rành chính là phu nhân mặc váy xanh lúc trước. Những tên ma tôn thanh dược tộc này nhìn về hư không trống rỗng phía xa, sắc mặt tên nào cũng đều xanh mét sám ngắt không ngờ lại để cho hai tên tặc tử này trốn thoát mất rồi xem biến thân của bọn chúng thì chẳng lẽ là mấy lão quái vật của thú tôn điện sao một lão giả dâu tóc đỏ ngầu đột nhiên đập mạnh quải trượng đen nhánh trong tay giận dữ nói có thuật biến hóa nhưng chưa hẳn đã là người của thú tôn điện mấu chốt là hai người này chạy tới trại của chúng ta làm gì thanh trường ác lão ngươi là người cảnh báo đầu tiên có phát hiện được gì không một tên ma tôn khắp người đen nhánh nhìn không rõ mặt mũi lạnh lùng hỏi phụ nhân váy xanh một tên đệ tử có chân huyết ở thanh linh điện bị hai kẻ này cướp đi mất rồi phụ nhân trần chờ dây lát rồi trả lời có hơi chút xấu hổ quả nhiên là người tới vì thanh loan chân huyết chỉ có một tên đệ tử bị cướp đi còn những người khác vô ngại sao ma tôn đen nhanh kia hừ lạnh một tiếng cũng không cảm thấy có gì lạ nhưng vẫn hỏi thêm một câu những đệ tử khác không việc gì chẳng qua chỉ là bị hôn mê ngất đi có điều tên đệ tử bị cướp đi kia có tiềm lực trong đám đệ tử có chân huyết đủ để đứng vào hàng ngũ năm người đứng đầu. Phụ nhân lắc đầu nói, năm người đứng đầu, nói vậy cũng có nghĩa là không thể bỏ mặc như vậy được rồi. Sau khi trở về lập tức liên lạc với Thánh Tổ Đại Nhân, hai người này có thần thông rất cao, chỉ có Thánh Tổ Đại Nhân đích thân ra tay mới có thể ngăn lại hai gã tặc tử này được. Mà Tôn Đen nhanh âm trầm nói, cũng chỉ đành vậy thôi nếu không bắt được hai người này thì danh tiếng của bổn tộc có thể bị hủy hoại trong chốc lát mất. lần bị trộm chân huyết trước đã là chuyện hơn mấy vạn năm trước, xem ra không ít người đã ném chuyện lăng nguyên đại nhân chấn giữ bổn tộc vứt ra sau gáy rồi, cần phải nhắc nhở bọn họ một lần nữa mới được. lão già tóc đỏ cũng đồng ý nói, cứ như vậy mấy tên ma tôn này đứng tại chỗ trao đổi với nhau vài câu sau đó cũng quay đầu đột quang trở về theo đường cũ lúc này hàn lập và vũ y thiếu nữ sau khi biến thân cũng bay một mạch hơn nửa ngày rồi tìm một sơn động bí mật tạm thời trốn vào trong đó nói không chừng trên người những tên hạch tâm đệ tử này còn bị động tay động chân lấy chân huyết ra rồi chúng ta sẽ lập tức rời khỏi khu vực này hàn lập vừa tiến vào trong động liền lập tức trầm giọng nói với vũ y thiếu nữ điều này là đương nhiên hàn huynh chỉ cần chờ ta nửa canh giờ ta sẽ lấy chân huyết ra ngay vũ y thiếu nữ thản nhiên cười trả lời một cánh tay áo run lên hướng về phía mặt đất tức thì một khối khăn gấm màu lam bay ra rơi xuống đảo một vòng, một gã thanh niên thanh dược tộc hôn mê bất tỉnh xuất hiện trên mặt đất. Tốt, tiên tử nắm bắt lấy thời gian, ta ra ngoài động hộ pháp cho ngươi một chút. Hàn lập biết bí thuật như vậy không nên để người khác quấy dày, sau khi nói một tiếng thì tự giác đi ra ngoài động. Vũ y thiếu nữ cười khẽ một tiếng, đương nhiên không có ý kiến gì khác, bàn tay đảo lật lập tức lấy ra một chồng trận kỳ trận bàn, thần sắc vừa động lại lập tức xoay người sang. Vũ y thiếu nữ đang đi tới, vẻ vui mừng không giấu nổi trên khuôn mặt nàng nhìn thân sắc tiên tử hẳn là đã lấy được chân huyết vào tay rồi a à. hàn lập hỏi ánh mắt sáng ngời không chỉ lấy được thanh loan chân huyết mà độ tinh khiết của chân huyết còn vượt xa tưởng tượng của tiểu muội xem ra tên ma tộc chúng ta bắt được cũng không phải hạng người vô danh trong đám đệ tử trọng yếu của thanh dực tộc có điều càng như thế chúng ta lại càng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đây là một phần chân huyết của hàn huynh đạo hữu nhận lấy đi vũ y thiếu nữ cười khẽ một tiếng ném cho Hàn Lập một cái bình nhỏ màu trắng, thận trọng nói với thần sắc nghiêm túc. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, vươn một bàn tay ra chộp lấy bình nhỏ vào lòng bàn tay, khẽ mở nắp thần niệm quét vào trong bình. Không sai, đích thực là thanh loan chân huyết, tốt lắm, vậy hiện giờ chúng ta liền rời khỏi thiết xa lĩnh ngay. Nét mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, sau khi thu lại bình nhỏ thì lập tức nói. Cứ như vậy. Hai người lại tiếp tục đề khởi độn quang, một lần nữa hóa thành hai đạo độn quang nhàn nhạt phá không bay đi theo cùng một hướng hai ngày sau một đội ma tộc của thanh dược tộc phát hiện ra tên thanh niên ma tộc kia bất tỉnh nhân sự trong một sơn động mặc dù hắn vẫn còn tính mạng nhưng chân huyết trong cơ thể không còn một giọt việc này dẫn tới không ít xôn xao trong những người thanh dược tộc trong trại nhưng không lâu sau một tin tức kinh người hơn lặng lẽ lan truyền trong đám ma tộc cao cấp hóa thân của vị đại nhân lang nguyên thánh tổ mà cả tộc bọn họ trông nhờ làm chỗ dựa kia trước đó không lâu sau một lần đi xa cũng bị trọng thương trở về nơi ở đồng thời lập tức tuyên bố bế quan không hề tiếp kiến bất kỳ ngoại nào nữa một số tôn giả ma tộc biết được chân tướng sau khi xác nhận chuyện này cảm thấy sợ hãi vô cùng gần như toàn bộ đều không hẹn mà nhất trí ngậm miệng không nhắc tới chuyện này nữa hơn nữa phát ra lệnh cấm tộc nhân bàn tán về các sự tình liên quan cứ như vậy một chuyện vốn cho không ít thế lực ma tộc phải chú ý tới vậy mà bị mạnh mẽ đàn áp đi chỉ sau mấy ngày lan truyền trong thanh dược tộc ở thiết sa lĩnh là sẽ không còn bất kỳ tin tức nào lộ ra nữa sao đắc thủ lấy được sao sao thanh hồng, thanh màu xanh, hồng cầu vồng, thanh hồng nghĩa là đạo cầu vồng màu xanh. Sao 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 thiên điện, điện chính, chương 2081, Ma Nguyên Hải. Một năm sau, tại Ma Nguyên Hải tiếng tăm lừng lẫy ở ma giới, có một chiếc khắc lục cự thuyền sao được kéo bởi những con hải thú bộ dáng như cá voi đang rẽ sóng chạy đi như bay trên mặt biển đen ngòm. Mà bầu trời trên cao cách mặt biển khoảng hơn trăm trượng, từng đoàn hắc vụ sao sao quay cuồng không ngừng, thỉnh thoảng lại có những rạch chớp hình cánh cung màu bạc lóe ra, mơ hồ truyền đến những tiếng lôi minh ẩm vang như rồng ngâm. Ở ngay trước mũi thuyền có một nam một nữ đang đứng gần rào chắn như đang ngắm nhìn gì đó nơi mặt biển xa xa phía trước. Ma Nguyên Hải được gọi là nơi khởi nguồn của ma tộc, luận về độ nồng đậm của ma khí thì quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua các loại hỗn độn tạp khí pha trộn vào trong đó cũng không hề ít, chỉ sợ ma tộc bình thường không thể tại nơi này mà tu hành. Nam tử có khuôn mặt màu vàng nhạt bất động thanh sắc bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu muội nghe nói loại hỗn độn tạp khí này so với trước kia đã tiêu tán đi không ít. Nơi này mấy trăm vạn năm trước là một trong những cấm địa tại ma giới, người bình thường tuyệt đối không thể tùy ý ra vào. Nói như vậy chỉ cần thêm vài năm nữa loại hỗn độn tạp khí này sẽ tự động tiêu tán hết, khi đó nơi này lại có thể lại trở thành một thánh địa của ma tộc không chừng. Người nữ tử bộ dáng yêu kiều nhỏ nhắn, khuôn mặt tú lệ cười khẽ nói. Hai người này đúng là lũng gia lão tổ cùng nữ tử họ diệp kia. Hiển nhiên là hai người Hàn Lập cùng những người khác đã tụ tập lại cùng nhau, hiện giờ tất cả đang ngự thuyền tiến vào sâu trong ma nguyên hải. Hắc hắc, chúng ta phải mất đến 9 châu 12 hổ sao 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 mới tới được nơi đây, cho dù phiến hải vực này có điều gì cổ quái đi nữa thì cũng tuyệt đối không có ý buông tay. Nhưng thật ngoài ý muốn là nơi này cường độ lôi điện lại rất mạnh, ngay cả việc phi hành ở tầm thấp cũng vô pháp làm được. Lũng ra lão tổ có chút bất đắc dĩ trả lời, cũng không hẳn là không thể phi hành ở tầm thấp được, nhưng nếu phi hành trong một thời gian dài thì thực sự ăn không tiêu đi. Dưới lôi điện công kích dày đặc như thế này, cho dù tu vi có thâm hậu đến mấy cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Vũ Y nữ tử thản nhiên cười nói, mặc kệ sự tình thế nào, nhưng để tìm được hòn đảo nơi tọa lạc của Tẩy Linh Chỉ thi chỉ sợ mất nhiều thời gian hơn so với dự tính ban đầu. Thông tin từ mấy vị linh tộc đạo hữu cung cấp quả thực rất mơ hồ, trước tiên chỉ có thể tìm đến vài phiến hải vực đặc thù rồi từ đó mới có cách xác định được vị trí hòn đảo kia mà lấy diện tích rộng lớn của ma nguyên hải thì việc này nhất định phải dựa vào vận khí mới mong tìm tới nơi được. Lũng ra lão tổ thở dài một hơi giảng giải, vũ y nữ tử nghe xong lời này, nét tươi cười chợt tắt thay vào đó là vẻ trầm ngâm, một hồi sau mới chậm rãi nói. Thời gian còn lại của chúng ta hiện cũng không còn nhiều như ban đầu tưởng tượng, hiện giờ phỏng chừng đã có vài thế lực ở ma tộc đã bắt đầu chú ý đến đám tồn tại hợp thể lạ mặt chúng ta. Một khi họ biết rõ ràng lai lịch của chúng ta thì hẳn sẽ có phiền toái lớn tìm tới dưới tình hình này cứ mỗi một tháng trôi qua thì mối nguy hiểm bại lộ thân phận càng lúc càng lớn thêm một phần đi việc này lũng mỗ thử sự rõ ràng nhưng như đã nói khi trước chúng ta đã đâm lao thì đành phải theo lao huống chi chỉ còn một bước cuối cùng này nữa nói thế nào cũng phải cắn răng mà tiếp tục lũng gia lão tổ nét mặt lạnh lùng nói vũ y nữ tử nghe vậy thở dài một hơi cũng không đáp lại cái gì nhưng lúc này lũng gia lão tổ ánh mắt chợt lóe đột nhiên hỏi một câu làm cô gái cảm thấy ngoài ý muốn lúc này đây tiên tử và hàn huynh đến điểm hội họp chậm hơn một tháng so với ước định khi trước nhìn dáng vẻ của tiên tử so với lúc trước chia tay thật có nét bất đồng xem ra trên đường đi hẳn đạo hữu gặp được hảo cơ duyên a à. nếu đúng là như vậy thì lũng mỗ có lời chúc mừng tiên tử cùng hàn huynh lũng gia lão tổ tỏ vẻ thâm thúy lũng huynh tuệ nhãn như đuốc chỉ một điểm biến hóa nho nhỏ của thiếp thân mà khẽ liếc mắt đã nhìn ra Bất quá ta cùng Hàn Huỳnh chỉ gặp được chút cơ duyên nho nho mà thôi, so với thu hoạch của Lũng Huynh cùng Huy Đạo hữu thực không có gì đáng nói đi. Nét thẳng thốt trên khuôn mặt nữ tử biến mất, sau lại cười rộ lên khanh khách. Nghe khẩu khí của tiên tử chắc hẳn đã đoán ra, bất qua tiên tử yên tâm, bổn tỏa căn bản không có hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi qua một câu mà thôi. Lũng ra lão tổ cười lên hả hả nói, vô ý nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, làm ra bộ dáng tựa tiếu mà phi tiếu. Sao, cùng thời điểm này, ở trong một gian phòng tầng dưới cùng chiếc thuyền Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ với thần niệm cường đại của mình hắn liền lén lút đem đoạn đối thoại giữa Vũ Y Nữ Tử cùng lão tổ lũng ra thông suốt toàn bộ khẽ cười lạnh một cái liền đem toàn bộ thần niệm lũ lượt thu về trên mặt cũng dần hiện ra vẻ trầm ngâm một năm trước hắn cùng Vũ Y Nữ Tử chiếm được thanh loan chân huyết nhưng lại bị hóa thân của vị lăng nguyên thánh tổ kia chặn lại bên ngoài gần thiết xa lĩnh kết quả sau một hồi đại chiến Hàn Lập đem vận dụng vài loại thần thông mạnh mẽ, lại có thêm sự giúp đỡ của Vũ Y nữ tử đã đem hóa thân gã thánh tổ kia vây khốn lại rồi đánh cho trọng thương. Vị hóa thân lang nguyên thánh tổ này bị thương nặng, cho dù có thoát khốn được nhưng sau này cũng không dám truy đuổi, chỉ có thể ôm hầm hực lui về thiết sa lính. Hàn Lập và Vũ Y nữ tử cũng không có ý muốn truy đuổi, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Mà đoạn đường tiếp theo cũng tương đối thuận lợi, mặc dù có gặp một vài sự tình nho nhỏ nhưng đều được hóa giải tương đối dễ dàng. Vào nửa tháng trước, ở một cảng nhỏ bên bờ biển đã ước định khi trước, hai người liền cùng đám người lũng ra lão tổ và linh tộc hội họp. Nhưng vừa gặp mặt Hàn Lập không khỏi giấy lên một tia kinh ngạc. chương 2082, Lôi Hải, xem ra không phải giả, đúng là ngọn núi Ma Viên San Hô rồi. Thiên Thu Thánh Nữ chăm chú nhìn ngọn núi hơn nửa ngày mới thở nhẹ một hơi nói. Theo như lời Thiên Thu Đạo Hiếu, trong hải vực này nếu đi theo hướng nhìn của Ma Viên thì khoảng một tháng lộ trình sẽ đến tòa đảo nhỏ kia, nói như vậy hẳn là chúng ta nên tiến về hướng Tây Nam A. Vũ y nữ tử đánh giá trên dưới ngọn núi vài lần rồi quay về hướng Tây Nam trầm tĩnh nói. Dựa theo tin tức mà vị tiền bối của bản tộc để lại thì tòa đảo nhỏ kia nằm bên mép ngoài hải vực, nhưng có điều. Thiên thánh nữ lộ ra sắc thái trần chờ chuyện đã đến bước này, đạo hữu còn có điều gì không thể nói ra sao. Lũng gia lão tổ thấy vậy liền nhướng mày không vừa ý nói. Lũng huynh xin đừng hiểu lầm, không phải thiếp thân có ý giấu giếm, mà vị tiền bối trước kia ngoài trừ để lại tin tức còn ám chỉ cho đám hậu nhân chúng ta khi tới gần đảo nhỏ phải thật cẩn thận, dường như khu vực phụ cận đảo nhỏ còn có mối nguy hiểm nào đó. Bất quá di huấn của tiền bối để lại phi thường mơ hồ, đến ngay cả ta cũng không hiểu sự việc cụ thể ra sao, cho nên lúc trước cũng không nói với các vị. Thiên thu thánh nữ giảng giải, lại có chuyện này, vị tiền bối của quý tộc dù sao cũng là một tồn tại đại thừa mà còn nhắn lại phải cẩn thận, chỉ sợ việc này với chúng ta cực kỳ nguy hiểm a. À chúng ta cũng nên chậm lại đôi chút để chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng ngừa. Hàn Lập nghe xong sắc mắt chợt biến, khẽ dùng mình một cái. Không sai, lúc này các vị còn có thủ đoạn nào thì hãy đem ra chuẩn bị đi. Ngược lại Lão Phu sẽ đem một tòa pháp trận bố trí trên thuyền, ít nhất cũng có thể đem cự thuyền gia tăng thêm phân nửa uy lực. Một lão giả linh tộc ho nhẹ nói, lũng mỗ trong tay có hai đầu thượng cổ khôi lối còn lưu lại, tuy thủ đoạn công kích thì không đáng nhắc tới, nhưng luận về năng lực phòng ngự cũng đủ sánh với tu sĩ hợp thể kỳ có điều muốn thúc giục chúng thì phải bỏ ra hơn 10 ngày tế luyện lại mới được. Hàn mỗ có một bộ ma phiên uy lực không nhỏ, ta cũng đem bố trí lên thuyền. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi nói, bộ ma phiên này hàn lập lấy được do đánh chết một tên ma tộc tôn giả, nói về uy lực thì tu sĩ hợp thể bình thường tuyệt đối không dám xem nhẹ. Ta có mấy con hàn thủy tê da dày thịt béo, lại có thể phun ra hàn khí có chút hiệu dụng, hay dùng chúng đem thay thế đám thú kéo hiện tại này đi. Thiên thu thánh nữ suy nghĩ một chút rồi nói, Thấy đám hợp thể hậu kỳ Hàn Lập đã chủ động xuất thủ trước, mấy người còn lại cũng trầm ngâm một chút rồi cùng nhau xuất ra một ít bảo vật. Mọi người ai nấy đều rõ ràng, mấy thứ bọn họ vừa xuất ra đều không phải là hộ thân chi bảo chân chính, nhưng sau khi được bố trí một phen làm khả năng phòng vệ của cự thuyền được tăng lên rất nhiều. Nỗi lo lắng trong lòng mỗi người theo đó mà giảm đi một chút. Thời gian tiếp theo, cự thuyền lại thay đổi phương hướng, nhắm thẳng hướng tây nam mà lướt đi như bay. Không ít người ở trên cự thuyền phải bận bịu với công việc của mình hàn lập cũng cầm trên tay bộ ma phiên kia chiếu theo những chỗ trọng yếu liền bố trí vào đó mà xung quanh thân cửa thuyền cũng được lão giả linh tộc ấn ký lên một đám ký hiệu hoa văn sau đó lại khảm lên một ít trận bàn trên bề mặt sau đó không lâu toàn bộ cửa thuyền đã được đổi mới đám thú kéo thuyền ở phía trước đã được thay bằng tám đầu thú mỗi con dài đến năm sáu trượt bên ngoài toàn thân nổi lên một tầng lam quang bộ dáng giống như loài bò biển thời gian một tháng đảo mắt đã qua vào một ngày Cự thuyền vẫn đang lướt đi như bay trên ma nguyên hải, nhưng mặt biển màu đen ngòm vốn dĩ đang yên lặng, lúc này lại trở lên dao động mãnh liệt. Từng lớp từng lớp sóng gió rung trời chuyển đất từ bốn phương tám hướng kéo đến cự thuyền mà đánh. Trên bầu trời, lúc này mây đen hạ xuống chỉ còn năm sáu trượng. Trong mây mù truyền đến những tiếng sấm vang dội, từng đạo chấp hình cánh cung lập lòe hiện ra, thỉnh thoảng lại có từng đạo hồ quang thật lớn như kêu gào lẫn nhau lao xuống dưới, trực tiếp đánh lên thân cự thuyền. Cửa thuyền lại được một tầng hào quang màu xanh bao phủ vào trong, tia chớp đánh vào tầng hào quang chỉ lóe lên một cái rồi tiêu thất, bộ dáng không bị hao tổn mảy may. Mà trên mũi thuyền lúc này là đám người Hàn Lập cùng Lũng Gia lão tổ đang đứng, thân sắc ngưng trọng, dường như đang thấp giọng nghị luận điều gì đó. Chúng ta đã tiến vào vùng biển này 7 ngày rồi vẫn chưa phát hiện bóng dáng tòa đảo nhỏ kia đâu. Chẳng lẽ nguy hiểm mà vị tiền bối của quý tộc dặn lại chính là chút sóng gió trước mặt thôi sao? Lũng gia lão tổ đang nhìn một con sóng to bên ngoài cự thuyền, sắc mặt có chút âm trầm. Lũng huynh nói đùa a, à, đương nhiên không thể chỉ có điểm phiền toái nho nhỏ này. Mấu chốt là, hiện tại thần niệm tại phiến hải vực này bị quấy nhiễu quá lớn, chỉ có thể cảm ứng được khoảng 10 dặm, nói như vậy thì việc tìm ra hòn đảo nhỏ kia thực rất khó khăn a. À. Thiên Thu thánh nữ nhíu mày nói, cung may là Hàn huynh cùng Bạch huynh đều có linh mục thần thông có thể nhìn tới một địa phương rất xa, nếu không như vậy chỉ e chuyện này là mò kim đáy bể. Lũng ra lão tổ nhìn qua phía Hàn Lập cùng với một vị thánh linh tộc đang được bao phủ trong màn bạch quang thở dài nói. Lúc này Hàn Lập hai mắt lam mang chấp động, hướng về một bên cự thuyền tìm kiếm. Ở bên phía mạn khác của thuyền là một người tên bạch thích toàn thân phát ra bạch quang, tuy không thể thấy rõ được diện mạo nhưng mơ hồ có một luồng bạch ảnh từ giữa chán phun ra, sau đó dường như đạo bạch ảnh nhập thẳng vào cơn sóng to bên mạn thuyền. Lũng huynh tốt nhất không nên quá trông cậy vào thanh minh linh mục của ta. Linh mục thần thông này do ta tu luyện mà thành, so với thiên phú của bạch huynh lại hoàn toàn bất đồng mỗi lần vận dụng là mất đại lượng pháp lực cũng không thể thường xuyên sử dụng hàn lập nghe vậy lam quang trên mắt chờ tắt cũng quay đầu lại cười khổ một tiếng hàn huynh thật qua khiêm nhường a à, tuy linh mục của đạo hữu không thể liên tục vận dụng nhưng nói cho cùng vẫn có thể trợ giúp được bạch đạo hữu một hai phần như vậy cũng làm tăng hiệu quả tìm kiếm lên rất nhiều thiên thu thánh nữ cười khẽ một tiếng thập phần khách khí nói hàn lập nghe xong lời này khóe miệng run rẩy cười khổ một tiếng cũng không nói thêm cái gì mà vận hành pháp lực trong cơ thể, một lần nữa đem linh mục thúc dục ra. Hai người lúng ra lão tổ cùng Thiên Thu Thánh nữ tuy không có thần thông linh mục, nhưng cũng không vì vậy mà có ý tứ trở vào khoang thuyền, liền lẳng lặng đứng một bên như đang cân nhắc điều gì. Bất quá hai người thần sắc thong dong, nhìn kỹ cũng không thể đoán ra được trong lòng đang nghĩ cái gì. Thời gian từng chút trôi qua, Hàn lập lại đem lam quang trên mắt thu về, sau khi điều tức một hồi mới đem linh mục ra tiếp tục vận dụng, hướng về mặt biển phía xa nhìn lại, nhưng đúng lúc này, làm mang trên mắt chấp động vài cái, thân sắc trở lên kinh nghi bất định sao liền đem hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể thúc dục đến. Tia sáng màu lam trên mắt càng trở lên trói lọi, thậm chí người ngoài từ xa nhìn tới đều cảm thấy hai mắt có chút đau nhức. Biểu hiện khác thường của Hàn Lập tự nhiên làm kinh động đến lũng gia lão tổ cùng thiên thu thánh nữ. Nhưng hai người này hiển nhiên rất thức thời không quấy dày chút nào, ngược lại ánh mắt tỏ ra kinh hỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động sao sao của Hàn Lập. Bạch Huynh, Người qua bên này hướng ra 5 ngàn dặm nhìn một chút đi, coi thử xem liệu ta có lầm điều gì không. Hàn lập hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên hướng về nam tử tên Bạch Thích nói. 5 ngàn dặm, Hàn huynh lại có thể nhìn xa đến như vậy a? À. Nói như vậy thì tại hạ cũng sẽ cố gắng thử một lần. Bạch Thích giật mình liếc nhìn Hàn lập một cái, sau mới miễn cưỡng gật đầu. Theo đó hắn quay đầu lại, đạo Bạch ảnh đang được phun ra kia cũng theo đó biến đổi phương hướng trùng với hướng mà Hàn lập mới chỉ mà đi, đồng thời toàn thân phát ra bạch quang lưu truyền, hòa quang sáng rực lên. Bên kia quả nhiên là có gì đó cổ quái, nhưng khoảng cách quá xa ta không thể nhìn thấy rõ ràng, càng không thể khẳng định đó là một hòn đảo nhỏ đi. Sau một hồi bạch thích buồn bã trầm giọng nói, nhị vị đạo hiếu, các ngươi rốt cuộc nhìn thấy điều gì? Lũng ra lão tổ không nhịn được thốt ra một tiếng, thiên thu thánh nữ cũng ngưng trọng lắng nghe, bên kia có một mảng lôi điện bao phủ, ở trong đó dường như có một bóng đen nhưng do lôi điện che kín nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Hàn Lập cũng không giấu giếm điều gì một hơi nói ra. Lôi điện, nơi chúng ta đang đứng bây giờ không phải đang tràn ngập lôi điện hay sao, cũng đâu có gì khác nhau. Thiên thu thánh nữ nhướng mày có chút khó hiểu hỏi một câu. Sự tình đã rõ ràng, Hàn Mỗ cũng không nói gì thêm, hay vị đợi khi chúng ta đến phụ cận sẽ rõ sự tình ra sao đi. Hàn Lập lắc đầu, thần sắc mở ám trả lời. Tốt, lập tức đổi hướng thuyền. Lũng ra lão tổ nghe vậy không chút do dự quyết định, tiếp theo liền hướng đám thú hàn thủy tê phía xa phất một cái. Nhất thời cựu thuyền run lên, lập tức đổi hướng về phía hàn lập mới chỉ mà chạy đi như bay. Lúc này lúng ra lão tổ cũng truyền âm xuống, đám người linh tộc cùng vũ y nữ tử cũng theo nhau từ trong khoang thuyền đi ra, trên mặt khó giấu nổi vẻ hưng phấn. Nửa ngày sau, cự thuyền vượt qua đoạn đường mấy ngàn dặm rốt cuộc cũng tới phiến hải vực mà Hàn Lập nói đến. Chỉ thấy trên mặt biển phía trước tối đen như mực, một phiến lôi điện màu bạc theo nhau tràn ngập từ không trung tuôn xuống, hung hăng đánh lên mặt biển rồi hóa thành vô số lôi cầu trôi nổi trên đó. Sau đó đồng loạt bạo liệt tạo thành một phiến lôi hải rộng lớn. Tiếng sấm rền vang vọng tới tận cửu thiên. Nhìn xuyên qua rông tố ngập trời, có thể thấy trong lôi hải mơ hồ có một mảng bóng đen lớn tồn tại ở trong đó. Bất quá với lưới điện dày đặc như vậy, mắt người bình thường không thể thấy được điều gì. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy đối với người có linh mục thần thông như bạch thích và hàn lập tự nhiên không tính là gì cả. Đứng cách xa hơn ngàn dặm hai người đều đồng dạng khẳng định bóng đen bên trong lôi hải đúng là một tòa đảo nhỏ có điều tòa đảo nhỏ này bị biển lôi điện bao kín cả bốn phương tám hướng bọn họ dù có chọn phương hướng nào thì cũng không thể tránh khỏi phải mạnh mẽ xông vào một phen chẳng nhẽ cái gọi là nguy hiểm chỉ là đám lôi điện này hay sao nói như vậy thì quả có chút phiền phức nhưng nếu là mạnh mẽ xông qua thì hẳn không có vấn đề gì lớn đi lũng gia lão tổ nhìn lôi hải phía trước cân nhắc một hồi nói lũng huynh nếu thực cho là như vậy hẳn là có điểm sai lầm rồi. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kỹ về hướng biển sấm chấp phía xa một chốc, làm quang trên mắt chợt lóe, sau đó bỗng nhiên thốt một câu. Hàn Huynh đã nói như vậy hẳn trong đó có điều gì khác biệt a? À? Lũng ra lão tổ cả kinh nhìn lại, sao kinh nghi bất đinh, trạng thái kinh ngạc, khó hiểu. Sao sao nhất cử nhất động, Ender, mỗi một việc làm của mình, NB, thường dùng để nói rằng mỗi việc làm của mình đều tác động đến người khác hoặc việc khác. Và GT, và GT, và GT, ở đây tác giả muốn nói lũng ra lão tổ và thiên thu thánh nữ chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Hàn Lập. chương 2083, Hoàng Kim Giải. Hàn Lập mỉm cười không nói gì, chỉ dùng một ngón tay hướng về hắc vụ sao bên trên lôi hải điểm một cái. Thời điểm những người khác vẫn đang chìm trong nghi hoặc, Bạch Thích cũng dùng linh mục hướng về phía hắc vụ quét qua, bỗng nghẹn ngào mở miệng. Đó là ma vật gì vậy, thật lớn quá. Những người khác khẽ giật mình, đồng thời hai mắt nhìn về phía trước, nhưng ngoài những tia chấp nhập nhằng bên trong hắc vụ, căn bản là không nhìn ra được cái gì. Lúc này Hàn Lập nhẹ hít một hơi, sau đó đơn thủ phát ra một chảo phá không, một khẩu trường kiếm xanh mờ mịt lặng lẽ hiện lên từ trong lòng bàn tay, xông về vòm trời đằng xa kia chém một nhát. Sau một tiếng thanh minh, một đạo thanh sắc kiếm quang xoay tròn, dưới một cái chấp động lập tức đã hóa lớn hơn trăm trượng, hướng về phía hắc vụ đằng trước mà bổ xuống một phát kinh thiên động địa. Một chạm này, Hàn Lập đã vận dụng thần thông quảng đại, thanh thế to lớn, khiến cho mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Những nơi thanh sắc đi qua đều làm cho hư không phụ cận vặn vẹo, hắc vụ phía trên lôi hải bị chém xuống mãnh liệt xé ra vết nứt dài giống như một đường rạch trời. Mà xuyên qua khe hở này, bọn người lũng ra lão tổ mới mơ hồ nhìn thấy một cự thú màu vàng cao như núi, lẳng lặng lơ lửng trên cao. Con thú này thể tích lớn cực kỳ, toàn thân màu vàng trói lọi, đồng thời cũng có vô số tia điện hồ lượn lờ toàn thân, trói mắt dị thường. Lũng gia lão tổ chỉ thấy một tấm vỏ cứng màu kim sắc, cùng với những gốc gai thẳng nhọn dựng đứng phía trên nó, nhất thời không cách nào phân biệt được đây là loại ma thú gì. Từng luồng khí tức từ trong miệng cự thú phát ra, lại làm cho mỗi người trong đám hợp thể sắc mặt đại biến. Thần niệm sau khi tiếp xúc với ma khí lại vô thanh vô tức mà bị hấp thu, căn bản không cách nào dò xét được một chút sâu cạn mảy may. Mà trong khí tức kia lại ẩn chứa một loại uy áp như có như không, khiến cho đám hợp thể hậu kỳ của lũng gia lão tổ cũng cảm thấy vô cùng lo sợ khí tức đáng sợ như thế, trong lòng đám người lũng ra lão tổ lập tức dần dần hiện ra hai chữ chân linh. Quỷ dị hơn chính là, Hàn Lập làm ra hai động tác lớn như vậy, nhưng đầu kim sắc cự thú này vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích dường như đang chìm vào giấc ngủ say. Bất quá cũng nhờ may mắn như vậy, nếu không thì đám người trên thuyền nào dám dừng lại nửa khắc, đã sớm không chút do dự mà bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng dù là thế thì sắc mặt của bọn người huy trưởng lão cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt loạn chuyển bốn phía, bày ra tư thế phòng khi kim sắc cự thú này có một chút dị động, sẽ lập tức từ trên thuyền phi độn mà đi. Nhất thời cả đám người lặng lẽ không ai nói gì. Sau một lúc lâu, bạch thích này bỗng nhiên nói ra một câu giúp cho mọi người buông lỏng tâm thần. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng, trên người con thú này không còn một chút dấu hiệu sinh mệnh, có lẽ chỉ là một cỗ di hài mà thôi. Cái gì, chỉ là một cái xác, bạch huynh không đoán sai chứ. Vũ y thiếu nữ vẫn còn có chút kinh nghi mà hỏi. Tại hạ có tu luyện qua một loại thần thông, có thể cảm ứng hết thảy dấu hiệu sinh mệnh của sinh linh. Sở dĩ lúc trước Bạch Mỗ không phát hiện sự tồn tại của di hài này cũng bởi do thần thông này không có phản ứng. Bạch thích mặt không biểu tình mà nói. Bạch huynh nói như thế thì tiểu muội an tâm rồi. Chỉ là một cỗ di hài mà còn lưu lại khí thức đáng sợ như vậy, xem ra 89 phần 10 là một cỗ chân linh di hài rồi. Vũ y thiếu nữ đã hoàn toàn yên tâm, nhưng lúc phía trên lôi hải đôi mắt xinh đẹp không khỏi tỏa sáng lên giá trị của chân linh di hài to lớn thế nào chắc ai cũng biết rõ rồi thứ khác thì không nói nhưng chỉ cần trong di hài còn lưu lại một ít tinh khí chân nguyên thì đối với đám hợp thể tu sĩ bọn họ đều có chỗ tốt vô cùng to lớn càng không nói thân khu bản thể của chân linh chính là tài liệu luyện khí luyện đan quý hiếm nhất thế gian dù cho chỉ một đoạn thôi cũng đủ khiến cho vô số luyện đan luyện khí tông sư điên cuồng những kẻ khác cũng bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch hàn lập sơ cầm khóe miệng lại hiện biểu lộ ra một tia cao thâm mạc chắc sao sao. Lúc này, khe hở cực lớn lúc nãy bị kiếm quang chém toát ra, hắc vụ bốn phía lại một trận cuồn cuộn rồi từ từ hợp lại như lúc ban đầu, đem thân hình kim sắc cửa thú che lấp lại một lần nữa. Bấy giờ mọi người mới thu hồi ánh mắt lại, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Bạch Huynh, người có thể nhìn rõ di hài của con thú này lưu lại là thuộc loại chân linh nào không? Thiên Thu Thánh Nữ hơi chuyển mắt về phía sau, hướng đến Bạch Thích mà hỏi. Nơi đây có rất nhiều hợp thể tồn tại, nhưng cũng chỉ có hàn lập cùng bạch thích là có thể dùng linh mục trực tiếp quan sát diện mạo hoàn chỉnh của kim sắc cự thú. Là một con cự giải màu vàng, chẳng qua đằng trước lại có đến bốn cái càng A. Bạch thích nhìn chằm chằm vào hắc vụ trên không một lúc sau mới khẽ nhíu hai mắt lại trả lời một câu, bộ dạng cũng không quá khẳng định. Cự giải, kim sắc cự giải, thế gian còn có loại chân linh này sao? Mọi người nghe xong đều bị giật mình, vũ y thiếu nữ lại không kịp suy nghĩ mà mở miệng hỏi chưa từng nghe nói qua trong linh giới lưu truyền rất nhiều chân linh nhưng cũng không có loại chân linh nào giống như thế này bất quá chuyện đó cũng không có gì là kỳ quái vì chân linh sinh ra trong rất nhiều giới diện sao 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 có một vài chân linh chúng ta không thể nhận biết cũng là chuyện bình thường lũng gia lão tổ sau một phen suy xét ngưng trọng mà nói ừm um, lời này của lũng đạo hiếu cũng có lý con thú này có khả căn chính là một loại chân linh chúng ta không biết thế nhưng có vẻ như nó đã chết đây cũng là cơ duyên của chúng ta đến rồi trong mắt huy trưởng lão hiện lên một tia hứng phấn nói ra đúng vậy nếu đã gặp được cơ duyên như thế đương nhiên không thể buông tha pháp thể của chân linh lớn như vậy cho dù chúng ta có chia đều thì thu hoạch cũng là vượt qua tưởng tượng dù cho không tìm ra được tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên thì chuyến đi này của chúng ta cũng xem như không tệ rồi những người khác cũng liên tục gập đầu tán thành hiển nhiên giờ phút này hơn phần nửa mọi người ở đây bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn này mà nổi lên một chút kích động nhưng vào lúc này hàn lập bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người ngây dại các vị cho rằng cỗ di hài này đã lưu ở đây bao lâu rồi tuy không rõ lắm nhưng có lẽ là không quá ngắn a à thiên thu thánh nữ nhướng mày tựa hồ nghĩ tới điều gì đó mặc dù nơi này có vẻ như khó tìm đối với chúng ta nhưng đối với ma tộc cao dai mà nói phát hiện ra nơi này hẳn cũng không phải là một chuyện quá khó khăn chư vị đạo hiếu cho rằng nếu di hài này thật sự dễ lấy đi như thế thì những cao giai ma tộc kia vẫn cứ đặt ở nơi này lưu lại cho chúng ta hay sao hàn lập bình tĩnh hỏi lại một câu nghe xong lời đó sắc mặt huy trưởng lão vũ y thiếu nữ cùng với một đám linh tộc thánh linh đều biến đổi một lần nữa vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó ý hàn huynh muốn nói là di hài này không hề dễ thu lấy như đã thấy ma tộc biết rõ lợi hại bên trong vậy nên mới để mặc nó ở chỗ này lũng gia lão tổ nét mặt kinh ngạc nói ra ha ha, đây chỉ là điều thứ nhất thôi Hàn Lập khẽ cười một tiếng, lời nói thâm ý sâu sắc. "Nga, Hàn huynh hẳn còn phát hiện ra điều gì sao? Thiên Thu Thánh nữ thực sự có chút ngoài ý muốn rồi. Nếu như Hàn mỗ đoán không sai thì con kim sắc cửa giải này cũng không phải là chân linh di hài gì cả, mà chỉ là một đầu ma tinh khôi lỗi mà thôi." Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười khổ rồi nói một câu khiến cho những người khác chấn động. "Cái gì? Khôi lỗi? Không thể nào, trên đời này sao lại có loại khôi lỗi đáng sợ như thế?" ma tinh khôi lỗi đó là thứ gì huy trưởng lão lắc đầu liên tục vẻ mặt chuyển sắc không tin lũng ra lão tổ cùng thiên thu thánh nữ sau khi nhìn nhau đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó có thể ninh nổi ngược lại là bạch thích này sau khi ngây người lại vội vàng dùng linh mục hướng về phía trên lôi hải quét qua một cái mà tên linh tộc lão nho kia sau khi nghe được chữ ma tinh khôi lỗi tuy thần sắc không đổi nhưng nội tâm đã nổi lên sóng gió mãnh liệt ma tinh khôi lỗi là một loại khôi lỗi chế tạo bằng bí thuật ở ma giới linh giới của chúng ta cũng không có loại bí thuật như thế. Khi tại hạ còn ở huyến giả thành đã đặc biệt nghiên cứu qua những bí thuật liên quan, các vị đạo hữu hãy xem một cỗ ma tinh khôi lỗi do ta phỏng chế, sẽ biết ngay thật giả trong lời của tại hạ. Hàn lập thở dài một hơi, cũng không chú ý đến gì nữa, tay áo khẽ dùng lập tức một đoàn lục quang từ bên trong kích xạ ra. Dưới vài cái chấp động, một con cự lang toàn thân xanh biết lập tức xuất hiện ngay trên mũi thuyền. Đúng là một đầu ma tinh khôi lỗi đê dai mà lúc trước Hàn Lập đã tự tay luyện chế. Ánh mắt của đám người lúng ra lão tổ hiển nhiên bị cự lang khôi lỗi hấp dẫn, cũng bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Chỉ sợ đúng như lời Hàn Đạo Hữu nói, ta nhìn kỹ một ít ban văn trên thân thể kim sắc cự giải kia rất giống với ban văn trên người của đầu ma tinh khôi lỗi này, có lẽ thực sự cả hai chúng nó có một ít quan hệ. Ta nói không thể cảm ứng được dấu hiệu sinh mệnh trên người nó, thì ra là một đầu khôi lỗi, vậy thì trước kia bạch mỗ đã có chút thất thố rồi sau khi bạch thích thu lại bạch quang trên chán, lại cười khổ một tiếng mà hướng về phía mọi người nói. Thật sự có chuyện này ư, nhưng nếu thật sự chỉ là một cỗ khôi lỗi tại sao lại bị người khác vứt bỏ ở nơi này? Chỉ cần nhìn khí tức phát ra từ nó cũng đủ biết sự đáng sợ của nó rồi. Thế gian này chẳng lẽ thật sự có khôi lỗi cấp bậc chân linh hay sao? Nhưng người khác nghe thế không khỏi nổi lên một chút bán tín bán nghi, nhất thời mở miệng không ngớt. Đúng lúc này, Bạch Thích lại hé miệng một cái, không nói hai lời liền phun ra một tấm gương đồng màu xanh đậm. Tấm gương này sau khi quay một vòng trước người hắn, đột nhiên xứng lại ở một nơi phía trước cách hắn hơn một trượng xa. Trên trán của bạch thích lóe lên linh quang, ngay sau đó lại phun ra một đạo bạch quang, rồi lặng lẽ nhập vào bên trong cổ kính. Một khắc tiếp theo, vốn dĩ mặt kính đang trống rỗng lại nổi lên một tầng mờ nhạt, thoáng cái đã huyễn hóa ra hình ảnh rõ ràng dị thường. Bên trong hình ảnh hiện lên kim quang chói mắt, điện quang lượn lờ, đúng là chân dung của kim sắc cự giải ẩn thân bên trong hắc vụ kia. Đây hẳn là linh quang hồi tố thuật tiếng tăm lừng lẫy của quý tộc. Nghe nói thuật này có thể để cho người thi thuật nhìn thấy nghe thấy mọi chuyện cách đây rất lâu, toàn bộ đều hiện ra không sai sót mảy may. Lũng ra lão tổ mắt thấy cảnh này, cũng đã có chút động dung. Các vị đạo hiếu hãy nhìn qua một chút hình dáng của cự thú này, phải chăng cũng có chỗ tương tự với ma tinh khôi lối của Hàn Huynh. Bạch thích nhàn nhạt gật đầu, sau đó dùng một ngón tay chỉ về phía gương đồng mà nói. Không riêng gì đám người linh tộc, vũ y thiếu nữ và huy trưởng lão hiển nhiên đã nghe qua tên tuổi của Linh Quang hồi tố thuật, sau khi biến sắc, lại đồng loạt ngưng mắt nhìn vào cửa giải bên trong gương đồng. Sau thời gian một chén trà, khi giải trừ bí thuật để cho cảnh tượng trong gương đồng tiêu tán, sau đó lũng ra lão tổ mới cười khổ một tiếng nói. Xem ra lời Hàn Huynh nói quả nhiên là thật, con cửa giải này thật sự chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Nếu là như thế, chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm lấy nó ra khí tức của khôi lỗi này cường đại như thế, còn bị người vứt bỏ ở chỗ này, có lẽ là đã bị hủy hoại đến tình trạng không cách nào chữa trị. Nếu không cho dù có nguy hiểm bao lớn thì những tên ma tộc cao dai kia cũng sẽ không để mặc nó ở nơi này. Hẳn là như vậy đi, chúng ta đã vui mừng hơi sớm rồi, trước tiên hãy nghĩ cách vượt qua đám rông tố đi vào trong hòn đảo nhỏ kia đã. Đây mới là mục đích chính của chúng ta, thiên thu thánh nữ nghiêm mặt nói một câu, chương 2084, Tam Đại Thủy Tổ nơi này sấm chấp rất cường bạo hình thành lên cả một biển lôi điệt chắc hẳn có quan hệ mật thiết với con ma tinh khôi lỗi lơ lửng trên không trung kia như vậy rất có khả năng khi xông qua lôi hải này sẽ kích động cấm chế trong thân khôi lỗi với khí thức đáng sợ của khôi lỗi chắc hẳn cấm chế lưu lại trong thân nó lợi hại bằng hai ba thành uy lực cấp chân linh ta sợ rằng khi xông qua lôi hải này sẽ phải phiêu lưu không ít ra à? hàn lập chậm rãi nói mối nguy hiểm trong di ngôn của vị tiền bối linh tộc các vị hẳn là lôi hải và con khôi lỗi này nếu có cách khác hữu dụng thì khẳng định đã truyền lại một phần còn nếu không có thì chúng ta cũng chỉ còn cách mạo hiểm xông qua chúng ta có nhiều người liên thủ như vậy cho dù không sánh được với bậc đại thừa chi sĩ nhưng chỉ xông vào đây hẳn là có thể đi có điều việc tổn thương nguyên khí là điều không thể tránh khỏi lũng gia lão tổ cân nhắc một chút ngưng trọng nói đã đi đến bước này thì tự nhiên không có đạo lý phải buông tay chư vị đạo hiếu cũng nên chuẩn bị một chút đi chúng ta sẽ lập tức xông qua phiến lôi hải này Thiên thu thánh nữ gật đầu, thân hình khẽ động nói. Đám người bạch thích phía sau cũng không có ý tứ phản đối, có người liền mang vòng bảo hộ phía trên linh thuyền mở ra, người còn lại thì kích phát trận pháp hoặc bảo vật. Trong khoảnh khắc, phía trên linh thuyền hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang, cũng có hơn 10 kiện bảo vật như hư như thực hòa vào trong màn hào quang rồi cuồng trướng, đem toàn bộ cự thuyền bao phủ vào bên trong. Nhưng tất cả mời chỉ là bắt đầu, hai tiếng nổ lớn vang lên, ở ngay trước mũi thuyền bộc phát ra thanh quang chói mắt, lập tức hai thạch nhân cũng theo đó mà hiện ra. Hai cự thạch khôi lỗi này mỗi con cao khoảng 10 trượng, toàn thân được bao phủ bởi những phù văn lớn màu vàng, gương mặt ngoại trừ hai cặp mắt sâu hóng to lớn ra thì hoàn toàn không có bóng dáng của mũi hay miệng. Từ xa nhìn lại hai cự thạch khôi lỗi này có chút bộ dáng tàn phá, cũ kỹ không khỏi khiến người khác phải ngạc nhiên, khi hai chân vừa đứng lên, trong thân chúng liền phát ra một cỗ khí tức tang thương đem lại một cảm giác áp lực thật lớn. Đây rõ ràng là hai kiện thượng cổ khôi lỗi của lũng gia lão tổ đạo hữu có hai con khôi lỗi thực bất phàm, chỉ sợ thực lực không hề dưới tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Khôi lỗi chân quý như vậy mà lũng huynh cũng đem ra ngăn chặn lôi điện không sợ có chút hao phí sao. Vũ y nữ tử sau khi nhìn qua hai thạch nhân cao lớn, đôi mắt không khỏi co rụt một hồi, hướng sang phụ cần nhìn lũng ra lão tổ hỏi một câu. Hai kiện thượng cổ khôi lỗi này tuy uy lực bất phàm, nhưng năm đó khi thu được đã có chút tàn phá, nhiều lắm chỉ chống đỡ thêm một hồi nữa sẽ lập tức bị vỡ vụn. Hơn nữa muốn kích phát chúng phải cần hơn 10 ngày tế luyện, cho nên so với tiên tử tưởng tượng thì chúng thực sự không có mấy phần hữu dụng. Lũng ra lão tổ lắc đầu có chút tiếc nuối nói, thì ra là chỉ có thể sử dụng được một lần, thật có chút đáng tiếc. Vũ y nữ tử có chút giật mình, mà hàn lập bên kia cũng đang kích phát bộ phiên kỳ được bố trí trên cự thuyền. Nhất thời một cỗ hắc khí trên các lá phiên kỳ toát ra, lại huyễn hóa thành một sợ xích tám mắt thô to màu đen, hướng lên không trung đan vào nhau rậm rạp hình thành một cự võng nghiêm mật bảo vệ lấy thân thuyền. Ở ngay trước cự thuyền, Thiên Thu Thánh Nữ cũng cầm một tấm ngọc bài màu bạc dơ cao, hướng về đám thủy hàn tê trong miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Phốc suy vài tiếng vang lên, từ trong ngọc bài phun ra tám đạo ngân quang, lóe lên rồi nhập vào trong thân mình bầy thú. Nước biển phía trước cự thuyền trở lên quay cuồng một trận, trên thân tám đầu cự tê đều hiện ra một tấm giáp ngân quang lập lòe, dán chặt vào thân ngoài không một khe hở giống như lớp phải trời sinh đã có, dường như tấm chiến giáp chỉ được luyện chế dành riêng cho đám hải thú này vậy. Đám hàn thủy tê được mặc chiến giáp vào liền phát ra những âm thanh vui tai, theo đó mà khí tức phát ra so với khi trước liền tăng lên gần phân nửa. Thú giáp, nam tử họ huy đứng bên cạnh trông thấy cảnh này liền thốt ra một tiếng, trên mặt không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ. Danh như ý nghĩa sao, thú giáp tự nhiên là một loại chiến giáp đặc thù được luyện chế dành riêng cho linh thú. So với chiến giáp luyện chế cho người mặc hoàn toàn bất đồng, loại thú giáp này chẳng những có khả năng phòng thủ kỳ diệu mà còn có thể kích phát tiềm lực của linh thú trong một thời gian ngắn, thực lực theo đó cũng tăng lên không ít. Bất quá loại thú giáp này chỉ có thể chế luyện cho một vài loại linh thú đặc thù, ngoài ra chỉ có người của linh tộc mới nắm giữ được phương pháp chế luyện, cho nên người ngoài rất hiếm khi nhìn thấy. Gã nam tử họ Huy lần đầu bật gặp cảnh này, lại thấy khí thức của đám hàn thủy tê tăng mạnh, trong lòng không khỏi nhen nhóm một tia thèm muốn. Hiện tại vị trưởng lão của lũng gia này cũng không hề nhàn rỗi, tự mình ném ra một cái ô nhỏ, lại đánh thêm vài đạo pháp quyết làm cho tiểu ô phát ra một đạo huyết quang, hướng không chung mà bay đi. Sau một hồi công phu, mọi người đều thi pháp xong. Lúc này thiên thu thánh nữ hướng đám hàn tuy tê thúc dục xuống, cự thuyền liền nhắm hướng có sấm sét đang chúc xuống như mưa tên bão đạn phóng đi như bay. Hàn lập đứng một bên mép cự thuyền, hai mắt híp lại nhìn biển sấm chớp phía trước thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Mà phía đầu thuyền, thiên thu thánh nữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn tên chi thủy đứng bên cạnh khi thấy đám cự thú kéo thuyền tiến vào lôi điện, nét mặt nguyên bản đang đờ đẫn bỗng như mơ hồ run rẩy, đồng thời lui lại một bước, trong tay áo liền hiện ra một cái kim sắc phù văn hình thù kỳ lạ chớp động không thôi. Cùng lúc này, tại nơi kim sắc cửa giải sao sao đang nằm khuất trong đám mây đen, một chiếc chân lớn đột nhiên nhẹ nhàng run lên, đồng thời hai loại ký hiệu màu kim sắc cũng hiện ra phía ngoài lớp mai, lấp lóe một hồi, sau đó lại im lặng không có thêm biến hóa nào nữa. Mà tất cả những sự tình này đám người lúng ra lão tổ phía dưới đều không biết một chút mảy may. Trên hòn đảo nhỏ phía bên trong lôi hải, một nữ tử đang ngồi xếp bằng bên cạnh một hồ nước màu xanh biếc ướt át. Đúng lúc này trên trán nàng hiện ra một giải hoa văn màu phấn hồng, đôi mắt xinh đẹp như ngọc đang nhắm nghiền cũng theo đó mà mở ra, trên môi khẽ nở một nụ cười thản nhiên. Nụ cười của nàng tươi xinh dạng dỡ, đủ làm muôn hoa thất sắc e thẹn. Mà sau lưng nữ tử, một tên hắc giáp đại hán xấu xí thấy nụ cười của nàng ngay lập tức lâm vào hoảng hốt, sau một lúc lâu tâm thần mới hồi phục thì bóng dáng của nữ tử đã biến mất khỏi hồ nước từ khi nào. Hắc hắc, sốt cuộc bọn chúng cũng đã đến. Hắc giáp đại hán thì thào một tiếng, vẻ mặt dậy lên một tia dữ tợn, thân hình nhoáng lên một cái liền nhằm một hướng nào đó phá không bay đi. Ở một tòa đảo nhỏ được hắc khí bao phủ quanh năm cách ma nguyên hải không biết bao xa. Trên đảo nhỏ có một đỉnh núi cao vút một nửa chìm ngập hẳn vào trong mây, một gã nam tử thanh niên thân vận hắc bảo đang đứng trước một dược viên không lớn lắm hắn đang cúi xuống quan sát một gốc linh dược trong suốt phát ra ánh sáng màu tử hồng vẻ mặt cực kỳ chăm chú cây thuốc này bất quá được trồng trong khoảng đất rộng chừng vài trược nhưng xung quanh được bao bọc bởi một bờ tường thấp làm bằng loại tinh thạch màu vàng mà bùn đất để trồng linh dược pha trộn lượng lớn các hạt tinh thạch nhỏ màu trắng giống nhau như đúc mỗi hạt đều tròn chính đều đặn dị thường lại tản mát ra một loại kỳ hương nhè nhẹ mà mấy phiến dược thảo liền đó cũng đều được gieo trồng các loại linh dược kỳ lạ tại phụ cận dược viên được trồng một loại cây cao lớn cổ quái, mỗi gốc đều dựng lên thẳng tắp tựa như đao kiếm chọc trời, trên ngọn cây kết ra một quả đỏ tươi như máu, dài khoảng một thước, một đầu sắc nhọn vô cùng. Đúng là loại quả huyết nha mễ mà Hàn Lập đã có lần gặp qua. Bất quá lần hắn gặp trước đây chỉ là quả dài chừng nửa thước, vô luận hương sắc hay độ thành thục cũng đều kém xa so với trước mặt. Loại quả này đối với ma tộc bình thường vô cùng chân quý, vậy mà giờ đây được vì tiện gieo trồng bốn phía xung quanh dược viên, bộ dáng như không mấy được chú ý đến. Khác với hơn 10 loại linh dược được gieo trồng trong dược viên. Hắc bào thanh niên chỉ chuyên tâm chú ý đến một gốc linh dược nhỏ lẻ loi phát ra màu tử hồng mà thôi. Điểm kỳ lạ nữa là loại linh dược này chỉ cao chừng 5-6 tấc, không có hoa, không có quả, trên thân mọc ra 5-6 phiến la nhỏ, trừ bỏ vẻ ngoài trong suốt ra thực sự không tìm thấy một điểm khác biệt. Nhưng hắc bào thanh niên lúc này lại chăm chăm nhìn ngắm linh dược, giống như toàn bộ tinh thần đang dồn hết vào trên đó đột nhiên trên cổ tay hắn nổi ra một đoàn hắc mang, ngay sau đó là một khối ký hiệu màu đen bóng cũng từ từ hiện ra. Hắc bào thanh niên vẫn dồn hết tinh thần vào gốc linh dược, đối với sự biến đổi khác thường trên cổ tay không một chút y tứ ngó tới. Một hồi sau, gốc cây linh dược bỗng nhiên phát ra một tiếng phốc suy rồi phát ra một tầng quang hà vàng óng, phiến lá cũng dần chuyển thành màu phớt bạc với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chứng kiến màn này hắc bào thanh niên không khỏi giấy lên tia vui mừng. Nhưng ngay sau đó, gốc linh dược màu tử hồng khẽ run lên, cây dược nhanh như chấp héo rũ rồi hóa thành một làn khói bụi tan biến không thấy bóng dáng. Sao có thể được, như vậy mà vẫn còn thất bại? Rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì? Linh dược này nuôi trồng trong thời gian quá ngắn hay là do ta dùng thiên trần ngân hà không đủ tinh thuần? Hắc bào thanh niên khuôn mặt nhăn nhó, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đứng dậy, tùy tiện hướng về dược viên phía trước hung hắng đánh một khích, một khỏa quang cầu tối đen như mực bay ra. ầm long một tiếng nổ vang, cả tòa núi dung chuyển liên hồi, một mảng dược viên vừa tiếp xúc với quang cầu nháy mắt liền hồi phi yên diệt sao sao sao, để lại trên mặt đất bóng loáng sạch sẽ chỉ còn lại một cái hắc động tối đen như mực sâu tận vào trong lòng ngọn núi không nhìn thấy đáy. một hồi lâu sau khuôn mặt hắc bào thanh niên mới bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới nhìn xuống ký hiệu màu đen hiện ra trên mu cổ tay kia. hư, lại có người dám xông vào khổ linh đảo, hơn phân nửa chắc là đám người linh giới không biết sống chết. hay lắm lấy các ngươi ra để bổn thủy tổ ta chút giận đi. Thanh niên nam tử cười lạnh thì thào một câu, tay áo đột nhiên khẽ run lên, nhất thời trước mặt phóng ra một đoàn hắc sắc quang hà, một con tam thủ hắc giao sao, dài hơn trăm trượng cũng theo đó mà hiện lên. Xích mục huyết chảo sao, miệng phun ra hắc diếm liên miên. Đi, tới khổ linh đảo cho ta, người thanh niên thân hình mơ hồ khẽ nhoáng lên một cái, sau đó liền quỷ dị hiện ra đứng trên thân con tam thủ hắc giao lạnh lùng phân phó một tiếng. Ba cái đầu của tam thủ hắc dao phát ra một tiếng gầm nhẹ, bốn cái chân theo đó cũng hiện ra một đám mây đen, thân hình khổng lồ lập tức phóng lên cao, xoay nhẹ một cái, liền mang theo hắc bảo thanh niên trên mình nhắm hướng lôi hải một mạch bay đi. Tai một sơn mạch dài liên miên bất tận có một tòa cung điện dưới sâu trong lòng đất, một gã trung niên mặc trường bào màu vàng đang lẳng lặng nằm im trong một cái quan tài trong suốt. Bên cạnh kim bảo nhân lúc này có một khối ký hiệu màu vàng phát sáng lập lòe, nhưng hai mắt gã vẫn nhắm nghiền bộ dáng thờ ơ không biết còn sống hay đã chết. Chú thích, sao danh như ý nghĩa, tên gọi cũng như công dụng. Sao sao kim sắc cửa dài, con cua lớn màu vàng. Sao 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 hồi phi yên diệt, biến thành cho bụi tiêu tan mất. Sao, tam thủ hắc sao, con dao long màu đen có ba đầu. Sao, xích mục huyết trảo, mắt màu đỏ nhạt, móng vuốt đỏ như máu. Nói thêm về thủy tổ, như các đạo hữu đã thông suốt, thánh tổ là cách gọi một cảnh giới tu luyện ở ma giới. Thánh tổ chỉ tu vi của tu luyện giả ngang với đại thừa của nhân tộc, còn thủy tổ của ma giới cũng là dạng tồn tại tu vi cấp thánh tổ, nhưng đã đến một bước cuối cùng sắp độ kiếp phi thăng chân ma giới. Ngoài ra thủy tổ còn có thần thông viễn siêu to lớn hơn các tồn tại cùng giai và có tuổi tác, niên kỳ vô cùng lớn, có thể xem là tổ tiên của ma giới. chương 2085, Linh Đảo, dưới sự oanh kích của sấm chấp, cự thuyền màu xanh tựa như phiến lá lung lay không ngừng trong lôi hải, nhưng trước sự ngăn cản của vầng hào quang của mười mấy món bảo vật vẫn lắc la lắc lư tiến về phía trước dù sấm chấp từ trên không đánh xuống có vẻ kinh người nhưng dưới sự ra tay của đám hợp thể kỳ trên thuyền đều bị ngăn cản lại. Thế nhưng sự quỷ dị của lôi hải vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, ngay khi thuyền vừa tiến vào bên trong lôi hải, sấm chấp đánh xuống lại trở nên dày đặc gấp 2, 3 lần với lúc nãy. Hơn nữa, ngoại trừ lôi điện chi lực bên ngoài, bên trong mỗi một luồng xét dường như còn có một loại sức mạnh vô hình, nên mỗi lần đánh xuống đều khiến cho cửa thuyền trầm xuống, tựa như nặng hơn trăm vạn cân. Cho dù 8 con hàn thủy tê đã dốc sức liều mạng kéo cự thuyền chạy như bay về phía trước, nhưng trước sự ngăn cản của sấm sét cộng với việc sức nặng của cự thuyền trở nên lúc nặng lúc nhẹ một cách quỷ dị, di chuyển cực kỳ chậm chạp, nên sau nửa ngày công phu mới chỉ đi được vài dặm. Nếu không phải hai con thạch khôi lỗi đứng ở đầu và cuối thuyền thỉnh thoảng đánh thẳng vào không trung những quả quang cầu màu xanh lớn như bánh xe, mạnh mẽ đẩy lui một bộ phận sấm sét thì chỉ sợ cự thuyền thực sự nửa bước cũng khó đi. Không ổn chậm như vậy thì chúng ta phải đi đến bao lâu mới đến đảo được chứ? Thiên thu đạo Hữu linh chu này là của ngươi vậy ngươi có còn cách gì làm cho nhanh hơn chút không? Lũng ra lão tổ đứng ở đầu thuyền thấy cảnh này, lo lắng quay sang nữ tử linh tộc hỏi một câu. Ta có thể dùng bí pháp thúc giục tinh huyết của tám con hàn thủy tên này, khiến thân thể chúng tạm thời mạnh mẽ gấp bội, nhưng làm thế thì chúng có thể bị chết hết. Sau khi khuôn mặt khẽ run rẩy, thiên thu thánh nữ có chút trần trừ trả lời. Được rồi, ta sẽ thi triển một bí thuật, mong rằng hữu hộ pháp cho ta một chút phương pháp này rất kiêng kỵ việc bị quấy dày vốn là linh tộc thánh nữ nên thiên thu thánh nữ cung thuộc dạng người cực kỳ quyết đoán sau khi suy tính liền cắn răng gật đầu lũng gia lão tổ nghe thấy vậy liền mừng rỡ miệng liên tục đáp ứng đạo hữu yên tâm chỉ cần có lão phu thì tuyệt đối sẽ không để cho thứ gì quấy nhiễu đạo hữu chút nào vừa dứt lời bên trên khuôn mặt lũng gia lão tổ hiện ra một tầng khí màu vàng kim hắn giơ một ngón tay ra lần lượt cách không điểm chỉ về phía hai thạch khôi lỗi dưới sự thúc giục của lũng gia lão tổ hai đầu cửa thạch khôi lỗi màu xanh ở hai đầu cự thuyền vốn đang huy động nắm đấm điên cuồng công kích lên trên không trung liền chập bốn cánh tay vào một chỗ ngẩng đầu lên trời con mắt cực lớn trên mặt liền phát ra một đốm bạch quang tựa như một ngọn lửa không ngừng nhấp nháy trong hốc mắt sau giây phút im ắng hai cột sáng óng ánh bắn ra từ trong mắt của hai con khôi lỗi rồi hòa vào nhau trong không trên cự thuyền tạo thành một tinh thể như thủy ngân sau khi quay tít một vòng từ trong tinh thể này có vô số ngân văn tuôn ra, rồi biến thành một một thuẫn lớn óng ánh màu bạc. Tinh thuẫn chỉ mỏng như tờ giấy, bề mặt sáng bóng, Trơn láng như gương, từ bên trong ẩn ẩn có tiếng phong lôi truyền ra. Vô số ánh chớp đánh lên phía trên nó, tạo thành một vầng điện quang, tựa như muốn xé tan tất cả. Thế nhưng sau khi nhộn nhạo một hồi ở bề mặt, tinh thuẫn vẫn chắn phần lớn sấm sét đang chút như mưa ở bên ngoài, bắt đầu giúp cho cửa thuyền vững trái ổn định dần. Thiên thu đạo hữu mau ra tay, đây đã là cực hạn của hai con khôi lỗi này rồi, không thể cố gắng lâu hơn được nữa. Sắc mặt lũng ra lão tổ hơi tái, một tay vẫn đang bấm pháp quyết, nói. Hiển nhiên vì thúc giục đại thần thông của hai con khôi lỗi nên hắn đã hao phí không ít pháp lực. Thiên thu thánh nữ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, liền đáp ứng một tiếng rồi nhấc cánh tay nõn nả lên, dùng móng tay sắc bén rạch lên ra vài cái nhanh như chớp. Trong chốc lát, những tơ máu lấm tấm hiện ra trên làn da trắng nõn, hình thành nên các huyết trận nhỏ tầm vài tấc. Thiên thu thánh nữ lẩm bẩm trong miệng, Huyết trận trên cánh tay liền lóe lên ánh sáng năm màu lấp lánh, từ đó phảng phất bay ra một luồng hương thơm kỳ dị. Một lát công phu sau, nàng ta quát lên một tiếng, sau khi hào quang của huyết trận nhấp nháy một trận, từ đó lại bay ra mấy viên đan dược. Đan dược đỏ tươi như máu, lớn cỡ hạt đậu, đi thiên thu thánh nữ khe quát, tám viên đan dược liền lóe lên rồi biến thành những đoàn huyết quang, bay vọt về phía tám con Hàn thủy tê. Tám con linh thú khe gầm lên như sấm vang, nhốn nháo dương cổ há miệng ngoạm một cái nuốt đan dược vào trong bụng nhìn thấy cảnh này thiên thù thánh nữ liền rụt cánh tay lại huyết trận bên trên lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi cũng không hề lưu lại bất kỳ vết thương nào trên da thịt nhưng bàn tay kia lại bấm quyết rồi sau khi khẽ đảo một cái một cái pháp khí có hình dáng như chiếc kim bài liền hiện ra hướng về phía tám con linh thú lóe lên mặt ngoài kim bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ theo đó một cái huyết sắc phù văn cũng hiện ra rồi quay tít một vòng ngưng tụ thành tám cái quang trận màu máu giống hệt lúc trước những cái quang trận màu máu này sau khi nhấp nháy điên cuồng, liền cuồng trướng với tốc độ kinh người, cuối cùng dưới một điểm của Thiên Thu Thánh Nữ, biến thành tám luồng hư ảnh bao lấy tám con Hàn Thủy Tê, rồi lóe lên chui vào người chúng không còn thấy bóng dáng. Sau một khắc, tám con linh thú gầm rú lên cực kỳ thống khổ, chiếc sừng trên đầu trở nên đỏ tươi như máu, một sợi gân xanh thô to hiện ra trên thân, hơi thở lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Vài tiếng phốc phốc vang lên, trên lưng tám con Hàn Thủy Tê nứt ra hai khe hẹp dài bên trong nhột nhạo một trận, rồi sinh ra một đôi cánh rơi đỏ tươi. Cánh rơi này giang rộng ra hết cỡ dài hơn 10 trường. Hàn thủy tê quấy mình một cái, một luồng huyết phong từ dưới người chúng phun ra, cả người run lên, động tác vốn chậm chạp liền trở nên cực kỳ linh hoạt. Tám đầu hàn thủy tê như những đạo huyết trụ sao bay vọt về phía trước. Vốn đang chậm chạp như xe bò, nhưng sau khi được tám đầu linh thú ra sức kéo, cự thuyền rốt cục cũng đón gió vượt sóng, vọt về trước như bay. Bọn người vũ y thiếu nữ đang tập trung điều khiển bảo vật chống lại mưa xét thấy tình hình này thì tự nhiên bắt đầu nhộn nhạo mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, tinh quang vốn đang chấp động trong hốc mắt hai con khôi lối cũng thu lại, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cự thuận ông ánh đang đỡ phân nửa tia xét chợt phập phồng vài cái, rồi nhanh chóng vỡ vụn ra, biến mất giữa không chung không một tiếng động. Nhân theo đàn này, sấm xét vốn đang bị ngăn ở bên ngoài liền điên cuồng chút xuống. Mấy vầng hào quang bao bọc trên cự thuyền chớp động không ngừng, sau một tiếng kêu giòn vang, quần sáng màu trắng ở bên ngoài cùng vỡ vụn ra. lúc này sấm sét còn có vẻ dữ dội hơn trước mấy phần nên tòa pháp trận bố trí trên cựu thuyền bị trúng một đòn đã bị hủy diệt hoàn toàn. không chỉ như thế, dưới sức mạnh dữ dội của sấm sét, mấy quầng ánh sáng bên dưới cũng lung lay như sắp vỡ. mọi người thấy cảnh này đều biến sắc, chuyện này không vui gì rồi. lúc này đang thúc giục trăm cán ma phiên trên thuyền, sắc mặt hàn lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng thét dài như rồng ngâm kim sắc hào quang lóe lên sau lưng một cái pháp tướng ba đầu sáu tay lập tức hiện ra một đám hắc khí to lớn từ pháp tướng phóng thẳng lên chính là do hàn lập đã dùng phạm thánh chân ma công đem pháp lực trong cơ thể liên tục chuyển hóa thành ma khí tinh thuần hắn phất tay áo một cái hắc khí cuồn cuộn cuốn ra biến thành hơn 10 đầu hắc dao giống hệt nhau xông lên hòa thành một thể với mạng lưới khổng lồ màu đen trong không trung mạng lưới khổng lồ hơi bị tàn phá lại lóe lên hắc quang rồi một lần nữa trở lại nguyên vẹn sau đó còn trở nên to lớn hơn gấp bội, trực tiếp đón lấy non nửa sấm sét từ trên chút xuống. Sức ép đè lên mỗi người theo đó liền giảm mạnh, lũng ra lão tổ hét lớn tốt đồng thời lại thúc giục hai con khôi lỗi đánh màu xanh vốn đã hư hại thảm thương kia. Lập tức, ánh sáng bạc chấp động bên ngoài thân chúng một hồi, sau đó bốn nắm đấm khổng lồ nắm chặt lại, điên cuồng tiếp tục đánh về trên không. Từng đoàn quang cầu màu xanh liên tiếp đánh về phía không trung, cũng đem một bộ phận sấm chấp chặn lại. Những người khác thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, đồng loạt đề cao pháp lực trong cơ thể, đem tế ra toàn bộ uy năng của bảo vật, nhất thời trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm vang vọng, làm chỗ quầng sáng trên cự thuyền dần ổn định lại. Không ai phát hiện ra rằng trong thời điểm kịch liệt như thế, dù tên thanh niên linh tộc có sắc mặt tái nhợt kia nhìn như đang thúc giục hai thanh phi đao màu bạc để ngăn cản sấm sét, nhưng phần đầu cánh tay trong tay áo hắn lại hiện lên một đám phù văn thần bí màu vàng kim, gần như trùm kim cả cánh tay, trông thật sự cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, trên phần vỏ cứng ở lưng con cự giải lớn như núi đang được mây đen che lấp trên trời cũng hiện ra một cái kim sắc phù văn. Chỉ có điều phù văn này chỉ hiện lên mờ mờ trên lớp vỏ cứng. Mà toàn bộ kim giải vẫn yên lặng ở trên không không nhúc nhích, khí thức đáng sợ phát ra vẫn có chút gì đó thay đổi so với khi trước. Gần nửa ngày qua đi, sau khi đã mạnh mẽ chống đỡ được vô số sấm sét phóng ra trong lôi hải thì cả cự thuyền đã trở nên rách nát như sơ mướp chẳng những một nửa gian phòng nhỏ trên thuyền bị phá hủy mà tám con hàn thủy tê phía trước cũng đã khôi phục lại bộ dáng nhưng cả người cháy đen khét lẹt hơi thở cực kỳ yếu ớt có vẻ như đang hấp hối nhưng tất cả mọi người đều như không quan tâm đến chuyện này mà lại không nhịn được vẻ vui mừng quan sát toàn bộ mặt biển xung quanh mặt biển nơi này cực kỳ êm ả nước biển xanh ngắt trên trời trong sáng không một gợn mây linh khí tinh thuần đến khó tin lẫn trong gió biển phả vào mặt bọn người hàn lập hoảng hốt đều ngỡ rằng đã về lại trong linh giới. Nhưng càng gây chú ý ánh mắt của mọi người chính là tại địa phương cách cự thuyền hơn 10 dặm, một tòa đảo khổng lồ xanh biếc đột ngột hiện ra trên mặt biển. Dựa vào hướng gió thổi, có thể nói linh khí còn tinh thuần hơn cả chốn cực phẩm linh mạch ở linh giới, hẳn là đang từ trên hòn đảo này truyền đến. Không sai, tòa đảo này chính là thứ chúng ta muốn tìm rồi. Cũng chỉ có vùng đất có linh khí tinh thuần như thế này mới có tẩy linh trì và tinh linh liên thôi. Sau khi nhìn qua hòn đảo khổng lồ, vẻ đỏ sẫm bất thường trên khuôn mặt lúng ra lão tổ biến mất, thì thào nói như bị ma nhập. Sao huyết trụ cột máu, chương 2086, linh khí tinh hóa. Khi thiên thu thánh nữ cùng đám người bạch thích lão nhau trông thấy tiểu đảo, trên mặt ai cũng khó che giấu hưng phấn, nhưng sau khi nhanh chóng dùng ánh mắt bí mật trao đổi lẫn nhau, thần sắc lại lập tức khôi phục lại như bình thường. Đi thôi, chuyến đi này của chúng ta cuối cùng cũng có kết quả rồi mong rằng tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên thật sự thần kỳ giống như trong truyền thuyết. Ánh mắt hàn lập chớp lên vài cái, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, hôm nay những thiên địa kỳ vật sao kia đã gần trong gang tất rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Lũng ra lao tổ cười lớn một tiếng, lập tức kim quang ngoài thân phát ra hóa thành một đạo độn quang dẫn đầu hướng về phía cự đảo bay đến. Huy trưởng lão không nói một lời, cũng hóa thành một cơn cuồng phong đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi, thiên thu thánh nữ khẽ nói một tiếng trầm thấp, đem cự thuyền thu lại, sau đó lật tay xuất ra một mặt tử sắc phiên kỳ sao sao nhẹ nhàng lay động, một mảnh hào quang hiện ra cuốn cả đám người linh tộc vào bên trong, hóa thành một đoàn tử quang phá không bay đi. Mọi người vừa tiến vào vùng biển tràn ngập linh khí này hiển nhiên có thể tự do thi triển các loại độn thuật mà không cần kiêng nể gì cả. Chẳng mấy chốc, trên mặt biển chỉ còn lại hai người Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ. Thiếu nữ quan sát hết thảy mọi việc rồi nhưng mắt liếc nhìn Hàn Lập, sau đó khóe miệng nhếch lên cười khẽ nói. Hàn Huynh, Bây giờ linh vật đã ở ngay trước mắt, huynh còn có dự tính gì hay không? Còn dự tính gì đây? Chẳng phải đã sớm nói rồi sao, linh chỉ thì dùng chung, tịnh linh liên thì cho dù tìm được bao nhiêu đó cũng phải chia đều cho từng người. Hàn lập thần sắc không thay đổi mà trả lời lại một câu. Nếu như những người khác thật sự đồng ý làm theo lời hứa thì tiểu muội còn mong gì hơn. Nhưng vạn nhất đến lúc xuất hiện việc ngoài ý muốn, đôi mắt đáng yêu của thiếu nữ chuyển động vài cái, lời nói nhỏ nhẹ thốt ra tiên tử yên tâm, nếu như có trụ yên ngoài ý muốn, thì ta và tiên tử đương nhiên cùng nhau tiến thối như giao ước lúc trước rồi. Hàn lập trầm mặc trong giây lát rồi khẽ trả lời một tiếng. Được, tiểu muội biết rõ Hàn huynh là người thủ tín. Chúng ta cũng mau khởi hành thôi, tuy đảo này không nhỏ nhưng với thần thông của bọn họ thì tìm được tẩy linh chỉ có lẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Trong lòng vũ y thiếu nữ nhẹ nhóm, mỉm cười rất tươi mà nói. Hàn lập im lặng gật đầu không nói gì, tay áo vừa vung lên, thân thể lập tức xuất ra linh quang mờ mịt màu xanh rồi hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự đảo bay đi. Mà vô y thiếu nữ thì đơn thủ bấm niệm pháp quyết, ngũ sắc vũ y khoác trên người tuôn ra ngũ sắc vân vụ bao quanh, nâng cả thân thể mềm mại lên rồi bay lên bầu trời. Hàn lập cũng không toàn lực thúc giục độn quang, chỉ là lặng lẽ đi phía sau bọn người linh tộc và lũng ra lão tổ cách đó không xa. Tuy hắn cũng không biết vị trí cụ thể của tẩy linh trì kia, nhưng nhìn bộ dạng vội vàng của hai kẻ phía trước thì hiển nhiên là đoán ra được chuyện này. Sau một lát công phu, mọi người liên tiếp bay qua một mảnh bình nguyên cùng vài khu rừng rậm, cuối cùng phía trước đã xuất hiện những dạng núi cao trùng điệp, từng tòa cao ngất tú lệ, tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ của cỏ cây. Lũng ra lão tổ và đám người linh tộc bỗng nhiên ngừng độn quang ngay phía trước, đồng thời lần lượt hiện ra thân hình. Hàn lập nội tâm khẽ động, tốc độ phi độn bỗng tăng lên mấy lần, sau khi lóe lên lập tức xuất hiện bên cạnh lũng ra lão tổ. Dưới sự chấp động của ngũ sắc hào quang, vũ y thiếu nữ cũng lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hàn lập. Giờ phút này, giữa đám người linh tộc cùng đám tu sĩ Hàn Lập rõ ràng đã giãn cách ra một cự ly nhất định, mơ hồ bày ra một loại tư thế nước sông không phạm nước giếng. Hiển nhiên trong lúc đi lấy linh vật ngay trước mắt này, mặc dù giữa hai tộc tuy chưa có làm ra động tác gì thù địch, nhưng bất giác trong lòng sinh ra một tia đề phòng là điều không tránh khỏi. Suy cho cùng thì việc liên quan đến bảo vật nghịch thiên như tẩy linh trì thì ai lại chẳng sợ đối phương sinh ra tà tâm. Huống chi song phương căn bản không phải người cùng tộc nhưng xét về biểu hiện bên ngoài thì vô luận là lũng gia lão tổ hay thiên thu thánh nữ đều không nhìn ra lấy một điểm khác thường, ngược lại đang cùng nhau chăm chú nhìn về dạng núi phía trước thấp giọng thương lượng vài câu, sau đó cả hai đồng loạt động thủ cùng một lúc. Tay áo của lũng gia lão tổ khẽ phất, kim quang theo đó lóe lên, lập tức trên tay xuất hiện thêm một cây búa phát ra kim quang chói mắt, mặt ngoài được bao phủ bởi ngân sắc phủ văn, đồng thời trên thân búa bước ra trận trận sát khí kinh người. Mà thiên thu thánh nữ thì lẩm bẩm trong miệng, Ngoài thân liền phóng xuất linh quang màu trắng ngà, sau khi há miệng lập tức phun ra một quả châu bạch sắc lớn bằng quả trứng gà, trên bề mặt trải đầy tơ máu giống như một loại ma văn nào đó. Hàn lấp mắt thấy cảnh này, trong nội tâm khẽ động, nhíu hai mắt lại lặng lẽ quan sát cử động của hai bên, ánh mắt cũng chưa hề chớp một cái. Hai kẻ này quả nhiên có nhiều bảo vật, vẫn luôn che giấu không lộ ra. Kết quả sau khi Thiên Thu Thánh nữ hướng về phía viên châu điểm xuống một cái, ngay tức khắc vật ấy phát ra âm thanh vù vù kích bắn về phía dạng núi đằng kia sau vài cái chớp động liền ngừng ngay phía trên một ngọn núi, lúc sáng lúc tối biến ảo không ngừng. Lũng đạo hữu chính là chỗ đó. Thiên thu thánh nữ nhìn thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời vội vàng nói. Lũng ra lão tổ nghe được lời đó, không chút do dự hét lên một tiếng, kim quang ngoài thân sau vài cái chớp động đã hiện ra từng mảng lân phiến, đem hơn một nửa cơ thể bao phủ bên trong, đồng thời thân hình tăng vọt, đỉnh đầu cũng sinh ra một đôi long rác sao 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 màu vàng hắn đem chân huyết trong người thúc giục để kích phát thần thông bán long chi khu. Hình thể của lũng gia lão tổ điên cuồng lớn lên năm sáu trượng, cây búa trong tay cũng nhoáng lên vài cái, ngay sau đó cuồng trướng với tốc độ cực nhanh bằng mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng hóa thành một cây kình thiên cự phủ sao dài hơn 10 trường. Hai tay lũng gia lão tổ cầm cự phủ, xông về phía ngọn núi đằng xa nơi viên châu đang lơ lửng, hung hăng chém xuống. Âm thanh tia minh vang lên chói tai một mảng quang hà hội tụ ở phía trên cửa phủ giống như cuồng phong cuốn đi mọi thứ, đồng thời sau vài cái chấp động cự đại phủ ảnh đã hóa lớn gần ngàn trượng, phảng phất như một cơn lốc xoáy ầm ầm chém về phía ngọn núi đằng xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một vầng kim sắc thái dương đường kính trăm trượng cũng bộc phát trên ngọn vúi, rồi ngay tức khắc đã thôn về cả ngọn núi vào trong, sau đó một cơn sóng ánh sáng màu vàng từ trên vầng thái dương mãnh liệt tản đi bốn phía, vài ngọn núi khác ở phụ cận do bị chịu tác động cũng lập tức hóa thành cho bụi biến mất. Mà ngay lúc này, một hồi chấn động mãnh liệt bên trong vầng kim quang tràn ra, truyền khắp phạm vi vài trăm dặm trong hư không. Một màn kinh người xuất hiện, những nơi chấn động đi qua, hư không xung quanh phảng phất như sóng nước nhộn nhạo, tán loạn không ngừng. Sau khi vầng kim quang tắt đi, cảnh sắc nơi đó cũng trở nên mơ hồ. Phía đằng sau ngọn núi vừa bị hủy diệt kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai ngọn cự phong xanh biếc. Mà ngay chính giữa hai ngọn cự phong đó hiện lên một sơn cốc bị linh quang mờ mịt bao phủ như có như không nhìn từ xa sẽ thấy ngay trong sơn cốc kia có một cột sáng trắng noãn vừa thô vừa to dựng đứng lên dường như chìm sâu vào trong hư không rồi chọc thẳng lên chín tầng mây cao vút là linh tiêu thiên hủ sao tẩy linh trì quả nhiên ở nơi này lũng ra lão tổ vừa nhìn thấy ngân sắc quang trụ trong sơn cốc kia cười vang một tiếng không nói hai lời lập tức biến thành một đạo cầu vồng kích bắn đi huy trưởng lão cũng tỏ ra đại hỉ đuổi sát theo sau thiên thu thánh nữ mắt thấy cảnh này trên mặt khó kìm nén hưng phấn nhưng sau khi thoáng nhìn qua độn quang của hai người lũng ra lão tổ, ánh mắt bỗng trầm xuống, cánh tay giấu trong tay áo lặng lẽ kết thành một cái pháp ấn cực kỳ cổ quái. Chỉ thủy đứng sau lưng nàng không nhúc nhích, hai mắt không chút biểu tình bỗng nhiên bắn ra từng đạo tinh quang, hai cánh tay yếu ớt rũ xuống lại có chút run rẩy. Nhưng sau đó một khắc, trong tai thiên thu thánh nữ vang lên âm thanh lạnh lùng của bạch thích. Mặc dù chỉ là mấy câu nhưng khiến cho nội tâm của nàng run sợ, pháp ấn trong tay lập tức tản khai tinh mang trong mắt của thanh niên linh tộc kia tản ra rồi một lần nữa thu lại sau đó khôi phục lại trạng thái đờ đẫn trước kia thiên thu thánh nữ vừa âm thầm làm xong tất cả những việc này bỗng nhiên cảm ứng được gì đó xoay đầu nhìn sang bên cạnh kết quả lại trông thấy hàn lập đang chắp tay sau lưng nhìn mình thần sắc trên mặt tự tiếu phi tiếu sao sao trong lòng thiên thu thánh nữ cả kinh tâm niệm nhanh chóng chuyển động đang muốn nói gì đó thì bạch thích đứng bên kia lại lạnh lùng mở miệng hàn huynh lũng đạo hữu đã vượt qua một đoạn rồi huynh vẫn chưa tiến lên không sợ bảo vơ bị chiếm trước hay sao ha ha, xem ra hàn huynh đối với lũng đạo hữu lại rất tin tưởng a à. nhưng đạo hữu cũng cứ việc yên tâm đi tẩy linh chỉ cho dù tìm thấy cũng không dễ đi vào đâu bạch thích cười lạnh một tiếng nói quả đúng như thế vậy chúng ta cũng nên hợp lực trợ giúp lũng huynh một tay thôi dù sao nơi này cũng là ma giới nếu như bảo vật có thể sớm tới tay vẫn tốt hơn tránh việc đêm dài lắm mộng vũ y thiếu nữ đang đứng một bên đôi mắt chuyển động vài cái cười hì hì nói. Đây là chuyện đương nhiên, nếu như muốn tiến vào tẩy linh trì thì nói không chừng chúng ta vẫn phải tiếp tục chiếu cố lẫn nhau một phen nữa. Bạch thích gật đầu không mang theo chút cảm tình, trong lúc này thiên thu thánh nữ đang đứng tại một phương khác cũng không nói vào thêm điều gì bỗng chốc người dẫn đầu đám linh tộc nhân này phảng phất như biến thành một vị thánh linh huyền bí được che phủ bên trong màn bạch quang. Sau đó, linh tộc nhân cùng đám người hàn lập lại đồng thời triển khai độn quang một lần nữa, hướng về phía sơn cốc bên kia phi độn mà đi. Khoảng cách ngắn ngủi này đối với một đám tồn tại hợp thể kỳ mà nói thì đương nhiên không tính là gì. Bất quá sau vài cái chấp động, mọi người cũng giống như hai người lũng ra lão tổ lúc trước, dồn dập chui vào bên trong tầng lục quang bao phủ sơn cốc. Có chút vượt quá dự kiến của Hàn Lập, tầng lục quang kia không ngăn cản bọn hắn mảy may, chỉ dưới một cái chấp động đã đơn giản tiến vào bên trong lục quang. Nhưng sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cả người như đang trôi nổi trong một thế giới năm màu rực rỡ, những nơi ánh mắt quét qua đều là những ngũ sắc quang điểm chi chít rậm rạp. Hàn lập lập tức biến sắc, không do dự giơ tay chảo một cái về phía hư không, ngay tức khắc vài khỏa quang điểm lớn như hạt đậu đã chui vào lòng bàn tay, hơi chấp động một chút rồi ngưng kết thành một viên ngũ sắc tinh thạch lớn cỡ hạt đậu. Hắn hơi thử hấp thụ tinh khí, một cỗ linh khí tinh thuần từ trong tinh thạch tuôn vào, nhất thời khiến cho toàn thân hắn đều thoải mái vô cùng. Linh khí tinh hóa, thiên địa linh khí nơi này so với bên ngoài còn tinh thuần hơn gấp 10 lần, Hàn lập thì thào một câu, không sao giấu nổi một tia hoảng sợ trên gương mặt. Lúc này thân hình của mọi người dồn dấp hướng đến một cái hồ nước xanh biếc giữa sơn cốc. Ngũ sắc quang điểm phía trên mặt hồ rõ ràng còn nồng đậm hơn rất nhiều so với nơi khác, mà lũng ra lão tổ cùng huy trưởng lão đang lặng lẽ đứng bên cạnh hồ nước, đồng thời trao mày nói với nhau điều gì đó. Chẳng lẽ đây chính là tẩy linh trì? Hàn lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhảy dựng, rồi cũng từ từ mà đáp xuống một nơi gần đó. Cùng lúc này, phía trên một ngọn núi nhỏ cách sơn cốc mấy trăm dặm một bóng người xinh đẹp mặc y phục màu trắng đang lẳng lặng đứng trên một tảng đá xanh hơi liếc nhìn qua phía sơn cốc đôi đồng tử xinh đẹp như hai ngôi sao cũng chớp động phát ra ngân quang thần bí ngay phía sau bóng người áo trắng một gã hắc giáp đại hán cũng lặng lẽ khoanh tay đứng một bên chương 2087, nguyên yểm thủy tổ bảo hoa đại nhân đám người này đã tìm được linh trì chúng ta còn chưa động thủ sao hắc giáp đại hán thấy đám người hàn lập tiến vào trong sân cốc, ánh đôi mắt lưu chuyển vài cái, trần trừ hỏi. Không vội, ta không cần động thủ cũng sẽ có những người khác ngăn lại. Người đó không lâu nữa cũng sẽ đến, bạch y nữ tử lạnh nhạt đáp một câu, còn có những người khác, ta chuyến này trở về thánh giới hơn phân nửa nguyên nhân để khôi phục pháp lực, nửa còn lại là vì người này. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười, không gian xung quanh giường như theo đó mà ngưng động lại. Hắc giáp đại hán có vài phần nghi hoặc nhưng thấy bộ dáng của bạch y nữ tử thập phần khác thường nên trong lòng chỉ dùng mình đôi chút, không dám hỏi thêm điều gì. Bạch y nữ tử rất nhanh khôi phục lại như thường, nhưng trong khoảnh khắc một lát sau, mi mắt nàng khẽ động, ngọc thủ khẽ phất lên trong hư không vẽ ra một vòng. Nhất thời một đoàn chất lỏng màu bạc cũng theo đó mà hiện ra trước người nàng, sau khi ngưng tụ, đoàn chất lỏng biến thành một chiếc gương sáng bóng, bên trong hiện lên một hình ảnh rõ ràng dị thường. Ở trong gương, Vô số đạo hồ quang lôi điện đang điên cuồng đánh xuống mặt biển phát ra tiếng nổ như rồng ngâm, không gian nơi đó cũng dao động liên hồi. Cùng lúc, một giải quang đoàn đường kính hơn trăm trượng chợt lóe lên từ hư không mà hiện ra. Sau khi hào quang tản đi, bên trong liền hiện ra một vật gì đó. Đúng là một đầu tam thủ hắc giao dài đến tám 80 trượng. Trải rộng toàn thân ma giao được phủ bởi những mảng lân phiến màu đen sáng bóng, ba cái cái đầu to lớn giống nhau như đúc không ngừng đưa lên hạ xuống, trên thân mình khổng lồ có một cỗ hắc diễm như ẩn như hiện, bộ dáng vô cùng dữ tợn bất kham. Nhưng càng làm người ta kinh ngạc là ở cái đầu chính giữa của cự dao có một gã thanh niên mặc hắc bào hai tay để Trần đang vững vàng đứng trên đó. Diện mạo gã thanh niên này trắng như ngọc, hai mắt màu tím nhạt, một đôi chân mày vạch thẳng đến thái dương như hai lưỡi kiếm, mặt không một chút biểu tình làm tăng phần sát khí kèm theo nét thê lương. Hắc bào thanh niên đảo mắt nhìn về phía lôi hải hư lạnh mỗi tiếng, bàn tay nâng lên khẽ phất vào hư không một chảo, theo đó vô số hắc sắc tiêu ký sao từ trong lòng bàn tay tuôn ra tụ tập lại rồi huyễn hóa thành một cây hắc sắc trường thương tối đen như mực trường thương dài chừng một trượng trên thân được khảm một tầng ma văn phù chú sao sao chỉ cần nhìn thoáng qua liền đem lại cho người ta cảm giác nhức đầu hoa mắt một tay của hắc bào thanh niên đón lấy cự thương run lên một cái rồi hướng về phía trước bâng cua ném ra phút một tiếng vang lên một giải lụa màu đen từ đầu mũi lóe lên mà bắn ra như thác nước rồi nhắm thẳng hướng lôi hải hung hăng đánh tới một màn kinh người xuất hiện, nơi giải lụa đi qua tất cả các đạo hồ quang đều vặn vẹo thối lui tạo thành một cái thông đạo thật dài, mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Hai bên thông đạo có muôn vạn giải lôi điện nổ vang, nhưng hoàn toàn không hề có lấy một đạo hồ quang nào có thể tiến vào trong đó, dường như có một cỗ đại lực thần bí nào đó được sinh ra đem tất cả lôi điện hất ra bên ngoài. Bàn tay gã thanh niên vừa chuyển, phốc suy một tiếng vang lên, trường thương màu đen một lần nữa tản ra thành các ký hiệu màu đen rồi tiêu tán biến mất mũi chân hắn khẽ rậm lên đầu hắc giao ra lệnh tiến vào trong lôi hải. Nhưng đúng vào lúc này, hắc bào thanh niên dường như nhận ra điều gì, nét mặt khẽ biến, khuôn mặt khẽ ngẩng lên đệ lộ ra trên mặt chiếc gương một đôi nhẫn mục phát ra tử quang lập lòe rồi trầm giọng quát một tiếng. Kẻ nào dám lén lút theo dõi bản thánh tổ, theo âm thanh truyền đến một cỗ dao động vô hình như xuyên thủng hư không trực tiếp hiện lên trên mặt gương rồi phóng ra. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, mặt gương liền bạo liệt hóa thành vô số điểm ngân quang rồi tiêu tán. Hắc giáp đại hán nhìn thấy cảnh này khuôn mặt trở nên tái nhợt, phải sau một lúc lâu mới thì thảo thốt ra được một câu. Nguyên yểm thủy tổ, là nguyên yểm thủy tổ đại nhân. Chẳng nhẽ người mà đại nhân đang đợi chính là nguyên yểm đại nhân. Không sai, người ta đang chờ chính là nguyên yểm. Như thế nào, người sợ hãi sao? Bạch hy nữ tử đối với chuyện vừa rồi xem như không thấy, nghe hắc giáp đại hán hỏi liền khẽ cười lạnh lùng trả lời một câu. Có bảo hoa đại nhân ở đây thuộc hạ sao lại sợ hãi, bất qua tu vi của đại nhân chưa được hồi phục, mà lại gặp nguyên yểm đại nhân lúc này thì có chút không ổn. Hắc giáp đại hán dần khôi phục vẻ kiêu căng nói, có bổn tọa ở đây ngươi không cần phải sợ, huống hồ ta thấy nguyên yểm sẽ không nhất định sẽ cùng ta động thủ. Nhưng chút nữa, ngươi hãy đi làm cho ta một việc. Bạch y nữ tử lạnh lùng cười khẽ nói, đại nhân xin cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Hắc giáp đại hán trong lòng xoay chuyển, không người đáp lại chỉ cần làm xong việc này dù có chuyện gì xảy ra ta cũng đảm bảo cho ngươi bình an vô sự ngươi nghe cho kỹ đây làn môi của bạch y nữ tử khẽ nhúc nhích truyền âm tới hắc giáp đại hán ngưng thần lắng nghe một lúc sau gương mặt xấu xí của y hiện lên một tia kinh hoàng trong lòng rốt cuộc cũng hiểu được tại sao vị đại nhân bảo hoa này không mang người khác theo mà lại nhất định phải là chính hắn hắc giáp đại hán gật đầu vâng dạ một hồi hảo chỉ cần làm tốt chuyện này chỗ tốt cho ngươi tự nhiên cũng không ít nhưng hiện tại ta muốn nhìn xem người trong quẻ tượng khi trước nói đến là người nào. Bạch y nữ tử trong lòng như nhớ đến điều gì, bàn chay xinh đẹp như ngọc đưa ra trước người vẽ một vòng, nhất thời ngân quang chấp động, một cái gương lại lần nữa hiện ra. Chẳng qua lúc này đây, trong tấm gương hiện ra hình ảnh một tòa sơn cốc minh mông xanh biếc. Mà đám người Hàn Lập đang ở trong đó đứng vây quanh một cái hồ nước, mỗi người đều xuất ra các loại pháp bảo liều mạng công kích lên một màng cấm chế vô hình che phủ bên trên đó. Chỉ thấy vô số màu sắc của các loại pháp bảo nhảy múa không ngừng trong không trung, theo đó các loại hào quang của lôi, hỏa từ bốn phương tám hướng như mưa đánh tới, nhưng tầng cấm chế vô hình vẫn tồn tại ở đó vững vàng như bàn thạch, một chút hư tổn cũng không thấy mảy may. Không ổn, cấm chế nơi này khẳng định là do ma tộc thánh tổ thiết lập, phương pháp bình thường căn bản không thể phá vỡ được, phải vận dụng các thủ đoạn khác may ra mới có khả năng. Lũng gia lão tổ chợt ngừng công kích, lớn tiếng nói: "Đúng là như vậy." Bạch Mỗ có mang theo một viên vạn năm hổ châu, hẳn là đối với cầm chế này có chút hữu hiệu. Nhưng chỉ với thủ đoạn này e là không có 10 thành nắm chắc, phải cần các đạo hữu phối hợp công kích tương trợ. Lũng huynh, lưới kim phủ khi trước của người uy lực kinh người, đối với tình huống này thực sự rất thích hợp. Bạch thích một hơi đem hơn 10 khẩu phi kiếm màu trắng thu lại, đảo mắt nhìn qua lũng ra lão tổ ngưng sắc trả lời. Chuôi kim sa phủ tuy rằng có uy lực cực lớn, nhưng mỗi lần xuất ra lại phải tổn hao đi một lượng chân nguyên, khi nãy lũng mố đã dùng qua một lần nếu liên tiếp sử dụng e là sẽ làm tu vi sụt giảm hay như vậy đi lão phu cũng có một thần thông chuyên dùng để pháp cấm chế đồng dạng cũng có thể giúp bạch huynh một tay lũng ra lão tổ nhướng mày trả lời hẳn là vậy hàn đạo hữu ngươi luôn tỏ ra bí hiểm chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn đặc thù đi bạch thích cân nhắc một hồi xong ở trong màn bạch quang quay đầu nhìn về phía hàn lập nói một câu tại hạ trong tay còn có hai kiện dị bảo uy lực còn to lớn hơn so với đỉnh giai pháp bảo tin rằng có thể trợ giúp được cho hai vị đạo hiếu hàn lập thần sắc không đổi nhẹ nhàng bâng quơ một câu tốt lắm vậy cứ giao cho ba người bọn huynh làm chủ công các đạo hiếu khác ở bên cạnh cũng toàn lực ra tay tương trợ đi cấm chế này dù có huyền diệu đến đâu nhưng chúng ta toàn lực liên thủ cũng có thể một kích đem nó hủy đi thiên thu thánh nữ thần sắc vui vẻ nói lúc này lão giả bạch thích vỗ túi ra bên hông một cái nhất thời một viên châu màu xám từ bên trong liền bay ra, sau khi xoay tròn một vòng rồi không ngừng cuồng trướng trước người, từ giữa viên châu cũng thả ra từng đợt từng đợt xương mù màu xám trắng. Sương mù này quỷ dị khác thường, từ bên trong tràn ngập một loại mùi mục nát, nhưng càng lạ hơn là loại mùi này không hề khó ngửi, ngược lại còn mơ hồ ẩn chưa một tia thanh khí. Lúc này Hàn Lập cùng lũng ra lão tổ đứng một bên cũng chia nhau ra hành động. Hai tay lũng ra lão tổ trà sát, thân hình nhất thời cuồng trướng, hai bàn tay khẽ tách ra liền hiện ra một giải kim quang hơn nữa càng ngày càng dài càng lúc càng to trong nháy mắt giải kim quang liền hóa thành một đạo ảnh mơ hồ bộ dáng giống như chiếc dùi hàn lập đứng bên này còn đơn giản hơn hai bàn tay khẽ lật nhất thời hai tòa núi một xanh một đen to lớn đồng thời hiện ra thiên thu thánh nữ cùng đám người huy trưởng lão sau khi thấy ba người hợp thể hậu kỳ chuẩn bị xong cũng không dám chậm trễ liền điên cuồng thúc giục công pháp hoặc bảo vật làm cho thanh thế màn công kích có vẻ hung mãnh lên vài phần động thủ Bạch Kích hét lớn một tiếng, liền mở đầu lấy tay điểm một cái tới khỏa châu trước mặt, khí xám trắng đang được phát ra từ khỏa tiêu hao bảo vật này liền ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành hơn 10 tia nhỏ hướng đến cấm chế vô hình bên dưới phóng đi. Lũng ra lão tổ cũng không nói lấy một lời, liền đem đạo kim mang hình cái rùi trong tay thả ra. Chỉ thấy một tiếng nổ vang, một đạo kim mang giống như lôi điện bắn ra bộ dáng vô kiên bất tồi sao sao sao. Còn Hàn Lập thì cổ tay khẽ lắc, đem hai tòa núi kỳ lạ ném ra, sau khi lóe lên một cái, mỗi tòa liền hóa lớn thành hơn trăm trượng cự sơn. Một cái phát ra bụi khí lượn lờ, một cái tỏa ra vạn đạo thanh quang. Hư, quả nhiên là đám dị tộc các ngươi đến đây làm loạn. Nếu đã đến rồi thì cũng nên nằm lại đi. Trên không trung hồ nước hắc quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một quái vật lớn vài chục trượng đang lắc đầu quấy đuôi, đúng là con tam thủ cự giao khi nãy. Mà lúc này tại hư không bên trên cự dao, một tên hắc bào thanh niên mặt không chút biểu tình đứng ở đó, một tay khoát ra, hướng về phía đám người Hàn Lập nhẹ nhàng nhấn một cái vào hư không. ầm vang, một tiếng rồng ngâm vang lên, một bàn tay tối om khổng lồ, lớn chừng nghìn trượng bỗng nhiên xuất hiện trên không trung hồ nước, khi vừa đánh xuống, tất cả các loại công kích lên cấm chế đều nháy mắt tiêu tán như hoa tuyết gặp nắng xuân. Đồng thời một cỗ cự lực nặng nề đột nhiên không chút dấu hiệu đem thân hình đám người Hàn Lập ép xuống. Phốc phốc vài tiếng vang lên, đám người lũng ra lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, non nữa thân hình bị mạnh mẽ cắm ngập vào bùn đất bên bờ hồ nước. Ngay lúc đó, Hàn Lập liền theo bản năng đem đầu vai nhoáng lên một cái, đồng thời ra thì toàn thân chợt chuyển thành màu vàng rực rỡ, thân hình khẽ run lên, theo đó hai chân chỉ bị cắm vào mặt đất chừng nửa thước. Mà trừ bỏ Hàn Lập ra, tên thanh niên tên gọi chi thủy kia thân mình chỉ trầm xuống một chút, khẽ lắc lư vài cái rồi đứng im bất động một chỗ dường như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào thanh niên, hai mắt bộc phát ra ngân quang chói mắt, ra thì toàn thân theo đó hiện ra một tầng linh văn màu bạc, cơ hồ toàn thân đều được che kín trong đó. Thoạt nhìn thật sự vô cùng quỷ dị, mà lúc này đám người lúng ra lão tổ bộ dáng ngượng ép vô cùng, hai chân đã hoàn toàn mất đi chi giác như đã không còn tồn tại nữa. Trong lòng mọi người không khỏi giấy lên một trận sợ hãi cùng bực bội. Chú thích: sao hắc sắc tiêu ký ký hiệu màu đen, sao sao ma văn phù chú các loại ký hiệu phù tiết được viết bằng văn tự của ma tộc. Sao 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 vô kiên bất tồi sức mạnh vô địch, không gì không phá được. chương 2088, ngụy Tiên khôi lỗi. Có chút y tứ, như vậy mà có thể ngăn được một kích của bản thánh tổ, nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một chút giấy ruột thôi, đúng là châu chấu mà đòi đá xe. hắc bào thanh niên thấy bộ dáng của hai người hàn lập cùng chỉ thủy, thần sắc hơi đổi nhưng ngay sau đó nơi khóe miệng lại mỉm cười, đồng thời một tay nhấc lên, điểm một chỉ về phía hai người. Vèo vèo hai tiếng, hai luồng hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay của hắc bào thanh niên, trong chớp mắt đã phóng đi trăm trượng tới gần Hàn Lập và thanh niên linh tộc trong gang tấc. Trong mắt Hàn Lập lóe lên lam mang đã nhìn rõ hắc điểm, đó là một vật nhỏ như hạt đậu tỏa ra ánh sáng đen kịt giống như một viên đan hoàn. Tuy viên đan này trông không bắt mắt chút nào, nhưng Hàn Lập cũng không dám để cho nó tới gần. Hắn không hề lưỡng lự hít sâu một hơi rồi phun ra một đoàn kiếm ảnh màu xanh mờ ảo, kiếm ảnh phun ra như mưa chỉ lóe lên một chút rồi bổ thẳng vào viên đan mà đen kia. Chỉ sau một khắc, viên đan vừa bị bổ thành hai mảnh nổ tung ra hóa thành hai luồng lửa đen gào thét lao tới bao phủ Hàn Lập vào trong. Ma diễm vây quanh Hàn Lập điên cuồng thiêu đốt, ngay sau đó lại hóa thành một cột hỏa trụ màu đen phóng thẳng lên trời. Khoảnh khắc này, thân hình Hàn Lập bị giam hãm ở trong đó không biết sống chết thế nào. Hắc Bảo thanh niên rất tự tin với ma diễm của mình, vừa thấy Hàn Lập bị ma diễm bao phủ bên trong thì cũng không còn hứng thú mà chuyển ánh mắt sang nơi khác, toàn bộ tinh thần tập trung trên người chỉ thủy so với hàn lập thì tên thanh niên linh tộc này lại càng thêm phần khó chơi có thể mặt không biến sắc mà tiếp được một kích vừa rồi làm hắn cảm giác có mấy phần hứng thú bên kia chỉ thủy vẫn là khuôn mặt không cảm xúc cánh tay vừa nhấc lên bất ngờ lại chụp lấy hắc điểm một tiếng trầm đục vang lên viên hoàn màu đen kia vừa tiếp xúc với bàn tay thanh niên linh tộc trong nháy mắt đã nổ ra thành một ngọn lửa đen cuồn cuộn tuôn về phía thanh niên không tốt thiên thu thánh nữ thấy cảnh này thì trong lòng tự nhiên rất căng thẳng liền sau đó bất chấp mọi thứ thúc giục một vật thần bí trong cơ thể. Oanh một tiếng, kiện đồ vật trong cơ thể nàng vừa thả ra đã lóe rồi phát ra dao động kinh người. Đồng thời cơ thể của nàng cũng chấn động theo, thân hình bay lên từ trong lòng đất tuôn ra từng đạo linh văn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ trải rộng toàn thân, nhìn có phần giống với bộ dáng độc nhất vô nhị của chỉ thủy, hơn nữa linh văn xoay chuyển không ngừng trông thập phần quỷ dị. Mà lúc này một nửa thân thể của đám người lũng ra lão tổ vẫn bị gắt gao áp xuống mặt đất, mỗi lần muốn thúc động pháp lực và bí thuật thoát khốn thì đầu vai bỗng nhiên trầm xuống tê dần sau đó một ngón cũng không thể nhúc nhích nổi giống như có một tòa cự sơn nặng trăm vạn cân đè lên thân thể mặc cho bọn hắn có pháp lực kinh người đến đâu nhưng vẫn bị giam cầm ngay tại chỗ chỉ thủy trong lúc thiên thu thánh nữ trở nên dị thường dường như đã cảm ứng được điều gì linh văn màu bạc bên ngoài thân chợt hiện lên vài cái rồi há miệng ra hung hăng thổi vào ngọn lửa đen kia một tiếng vang sắc nhọn như muốn xé nát bầu trời vang lên từ trong miệng thanh niên linh tộc sóng âm màu bạc theo tiếng hét ầm ầm tuôn ra. Ma diễm phía trước tiếp xúc làn sóng âm màu bạc này thì lại khẽ rung lên, sau đó ảo ảo bị sóng âm chấn vỡ. Hậu quả của việc làm đó làm cho linh văn màu bạc trên người thanh niên chớp lên mấy cái rồi trở nên ảm đạm thất sắc, nhưng hai tay hắn vẫn nắm chặt đứng nguyên tại chỗ trên mặt vẫn là một biểu tình đờ đẫn. Ô, hóa ra là ngụy tiên khôi lỗi, nhưng có điểm không đúng, tựa hồ là vật luyện chế thử nghiệm, khí thức khôi lỗi này quá yêu so với ngụy tiên khôi lỗi chân chính thì kém quá xa hắc bào thanh niên vừa thấy cảnh này thì ồ lên một tiếng, biểu tình trên mặt có vài phần ngoài ý muốn nhưng sau đó lại cười lạnh, ngón tay lại một lần nữa điểm ra. Theo lời hắn nói thì vị linh tộc chỉ thủy này hóa ra lại là một cỗ khôi lỗi đê dai mà thôi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên chói tai, theo đó một đoàn hắc mang phát ra tại đầu ngón tay nhưng lập tức ngưng tụ lại biến thành một mũi châm nhỏ đen kịt hời hợt bắn ra. Hắc mang lóe lên không một tiếng động, đang ở cách đó trăm trượng là thanh niên linh tộc Ngân Văn trên người đột nhiên chợt hiện ra ngoài cơ thể rồi quay tít một vòng trên không, sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng nổi huyễn hóa thành ngân sắc thuẫn bài trên mặt có hoa văn mang phong cách cổ xưa chắn ở trước người. Mà sau đó một khắc, một tiếng nổ lớn liền vang lên. Tấm chắn rung lên, một đoàn hắc mang tách ra nở bùng lên nhưng sau đó lập lè mấy cái rồi biến mất, mặt ngoài ngân thuẫn bất ngờ có thêm một lỗ thủng màu đen lớn bằng ngón cái. Chỉ thủy vẫn bất động tại chỗ nhưng trên người chợt bộc phát ra một luồng khí màu xám trắng mang hơi lạnh vô cùng. Hơi lạnh ngưng tụ lại biến thành hơn 10 xúc tu lớn bằng miệng bát. Những xúc tu này vung loạn trong không trung một hồi đồng thời mang theo tiếng gào thét dữ tợn, nếu người thường nghe thấy hẳn là sợ hãi vô cùng. Hắc bào thanh niên trên không trung quan sát hết thảy, hai mắt hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Chỉ thủy liền bạo phát, bất quá đối với hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sau vài nhịp thở, hơn người xúc tu trên người chỉ thủy hơi run lên rồi tiêu tán, mà ngân sắc thuẫn bài trước mặt cũng lóe lên rồi lặng lẽ biến mất. Bịch một tiếng, thanh niên linh tộc không chút dấu hiệu gì đột nhiên ngã trên mặt đất, tại mi tâm có một chấm đen hiển hiện chỉ trong khoảnh khắc biến thành một lỗ thủng giống hệt như lỗ thủng trên ngân thuẫn. Hắc bào thanh niên vừa rồi bắn ra ma châm chẳng những đục thủng ngân sắc thuẫn bài mà cứ như vậy đem đầu của chỉ thủy xuyên thủng, thần thông thật cao thâm mà chắc vô cùng, đã vượt qua tưởng tượng của đám tồn tại hợp thể kỳ nhưng quỷ dị hơn chính là từ miệng vết thương của chỉ thủy tuôn ra cũng không phải là máu đỏ tươi mà là từng đoàn âm khí màu xám trắng đậm đặc giống như chất lỏng thú vị khí tức bên trong mà không phải tiên nguyên tinh mà là ma hồn lực của thiên ngoại ma đầu bát nháo như vậy cũng khó trách cái ngụy tiên khôi lỗi này không chịu nổi một kích ma hồn bên trong là do ngươi đưa vào hay sao hắc bào thanh niên thì thào vài tiếng rồi chuyển ánh mắt nhìn tới thiên thu thánh nữ lạnh lùng hỏi một câu nhưng ngay lúc thiên thu thánh nữ thấy chỉ thủy ngã xuống đất thì trên mặt tràn đầy vẻ khó tin cùng hoảng sợ trong miệng vừa thốt lên được một tiếng ta thì linh văn màu vàng trên người giống như tan rã đồng dạng ngã quỵ xuống một tiếng trầm đục vang lên thân hình nàng co giật một hồi ngã sắp xuống mặt đất đồng thời khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu mà tầng linh văn màu vàng bên ngoài thân thể chớp nháy liên tục giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào bán túc chi thân sao hắc bào thanh niên hơi giật mình nhưng lập tức vỗ tay cười ha hả hình như nghĩ thông suốt cái gì mà tâm tình đã bắt đầu trở nên tốt hơn. Hắc hắc, chỉ là tu vi hợp thể mà muốn thúc giục ngụy tiên khôi lỗi đúng là không tưởng được, mặc dù đã luyện hóa bản thân thành bán túc chi thân để thao túng nhưng tiên văn một khi phản phệ cũng đủ để ngươi mất tới vài cái mạng. Bất quá nể tình ngươi tự tay đem ngụy tiên khôi lỗi dâng lên nên ta sẽ tự mình tiến đưa ngươi lên đường. hắc bào thanh niên cười điên cuồng nói, vừa dứt lời, hắn đưa một tay lên đem thiên thu thánh nữ trên mặt đất nhấc bổng lên hư không vạch một đường phốc phốc một tiếng không gian trước người hắn chấn động hiện ra một thanh thủy thủ màu đỏ sẫm dài nửa xích lập tức linh áp khủng khiếp tỏa ra lóe lên một cái tức thì biến mất chỉ sau một khắc hắc quang chấp lên đã thấy thủy thủ quỷ dị xuất hiện lại ở chỗ cũ mà lúc này thiên thù thánh nữ đang nằm co tròn trên mặt đất kêu lên một tiếng thảm thiết thân hình và cả nguyên thần bên trong không chút dấu hiệu báo trước đã bị chia thành hai phần linh quang hộ thể cùng với tất cả bảo vật phòng ngự trên người đều không có chút phản ứng nào Phừng một tiếng hai mảnh tàn thi bị một luồng ma diếm quỷ dị đốt cháy trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một cây san hô nhỏ toàn thân óng ánh, lá cây giống như lá phong diệp đỏ thấm, đang yên lặng nằm trên mặt đất. Thiên thu linh mộc, nguyên lai là linh mộc tu luyện thành, ta vẫn thắc mắc làm sao có thể luyện thành bán túc chi thân, hóa ra là vậy. Thật đúng lúc, linh mộc này đối với ta cũng có chút tác dụng. Hắc bào thanh niên vừa thấy bản thể của thiên thu thánh thì biểu tình trên mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại ha ha cười vung một chảo trên không trung. Toàn bộ bóng dáng của chỉ thủy cùng thiên thu linh mộc vù một tiếng đã lăng không bay đến bên cạnh hắc bào thanh niên rồi lơ lửng tại đó. hắc bào thanh niên đánh giá một chút hai thứ này sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn, ánh mắt lại thoáng nhìn qua ma thủ cực lớn chân áp đám người lũng ra lão tổ đang nằm yên trên mặt đất, khóe miệng biểu lộ một vẻ lãnh khốc lập tức không nói hai lời nhấc tay lại hóa ra thanh thủy thủ vừa rồi. Phốc phốc hai tiếng, thủy thủ liên tiếp chấp lên hai lần. Hồ nước bên cạnh lập tức truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết, ngay đó thân hình hai người lão nho cùng huy trưởng lão cũng quỷ dị bổ một thành hai nửa, thi thể đồng dạng bị ma diễm biến thành hư vô. Còn lại mấy người là lũng gia lão tổ, vũ y thiếu nữ thấy tình hình này thì sắc mặt trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Huyền Thiên Chi bảo, lũng gia lão tổ hét lên một tiếng sợ hãi. Ngoại trừ bảo vật trong truyền thuyết này thì tất cả các bảo vật khác cũng không có khả năng chỉ một nhát chém đã chém bọn hắn thành hai phần, cho dù đối phương thần thông to lớn tới đâu, Bọn hắn tuy đã biết rõ gã hắc bảo thanh niên nhất định là một thánh tổ hàng thật giá thật, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được đối phương ra tay tàn nhẫn như thế, chỉ hỏi hai câu đã lấy ra huyền thiên chi bảo chém giết, vốn trong nội tâm hai người còn có ý định khác nhưng lúc này đã vô cùng hoảng sợ chỉ còn cách điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Lũng ra lão tổ giống to một tiếng, đầu lâu trên đỉnh đầu bỗng nhiên khai mở, lại thấy kim quang chấp động không ngừng, rồi từ đó bay ra một con ngũ trào chân long tỏa ánh vàng rực rỡ. Kim long ban đầu chỉ khoảng một tấc, nhưng vừa bay ra khỏi đầu của lũng gia lão tổ lập tức đón gió vừa hóa lớn thành vài chục trượng mà dương nhanh múa vuốt hướng về phía hắc bào thanh niên mà phát ra từng tiếng long ngâm trầm thấp vũ y nữ tử tuy thân hình cũng không động chút nào nhưng lại cắn răng phun ra một đoàn tinh huyết tinh huyết quay tròn đón gió mà tản ra tiếp theo liền biến thành một mảng huyết vụ bổ nhào về phía người nàng rồi huyễn hóa ra một cái vũ y ngũ sắc mở ảo lập tức từ vũ y nữ tử truyền tới một tiếng phượng gái thanh thoát sau đó chiếc vũ y liền phát ra vô số đạo ngũ sắc quang hà trải rộng đến vạn trượt, rồi nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một kiện chiến giáp vô cùng đẹp mắt bao phủ toàn thân, thậm chí trên mặt cũng có thêm một chiếc mặt nạ ngũ sắc óng ánh, chỉ lộ ra cặp mắt đen nhánh xinh đẹp chớp động không thôi. Sao bán thúc chi thân, ở đây, thiên thu thánh nữ đem khôi lỗi luyện hóa hòa làm một thể với thân mình. Chương 2089, Huyền Thiên Hắc Truy Vô luận là kim long của lũng gia lão tổ hay vô y chiến giáp trên người nữ tử cũng đều không bị ảnh hưởng bởi uy áp của ma chảo, loại thủ đoạn bảo mệnh này chỉ cần một ý nghĩ vừa lóe liền có thể kích phát, nếu đem so sánh chỗ huyền diệu này thì các thần thông hay bảo vật bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Kim long kia ngẩng cao đầu, toàn thân kim quang đại phóng, phun ra một đạo ánh sáng màu vàng minh mông to như miệng chén, chợt lóe liền lướt qua đánh lên ngay trên cự đại ma thủ. Mà sau một kích này, kim long dường như hao hết linh lực lập tức tiêu tán. Cùng lúc, ngũ sắc chiến giáp trên người thiếu nữ lưu chuyển một trận tinh quang, chợt ngưng tụ ra một kiếm ảnh to lớn đến vài chục trượng trong suốt lấp lánh ngay trên đầu nàng. Kiếm ảnh sau khi lóe lên mấy cái, liền hóa thành một giải lụa màu ngũ sắc hung hăng chém lên ma thủ trên trời. Oanh long long, một tiếng nổ lớn vang lên, ma thủ tối đen đang bao phủ hơn phân nửa mặt hồ nước cơ hồ kịch liệt lay động, ngay sau đó liền bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, cự lực từ phía trên truyền xuống thoáng chốc nhẹ hơn mấy lần. Tuy rằng cự lực chỉ thoáng yếu bất hai ba phần trong khoảnh khắc, nhưng đối với tu sĩ hợp thể thành danh nhiều năm sở hữu một thân thần thông viễn siêu đồng giai bình thường như lũng gia lão tổ cùng vũ y nữ tử, lại thêm trợ giúp của huyết mạch chân long thiên phượng thì nào có thể buông tha cơ hội thoát phây trước mắt. Lúc này một người phóng xuất vạn đạo kim quang, thân hình trợt cuồng trướng gấp mấy lần, liền hóa thành bán long chi khu cao đến 4 năm trượt, hai cánh tay dày đặc kim sắc lân phiến, sau đó hướng xuống mặt đất hung hăng đánh một kích. Một tiếng nổ vang lên, cả mặt đất như chấn động, một luồng lãng khí tại phủ cận lúng ra lão tổ trực tiếp bùng lên, rồi hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tản ra. Nương theo cỗ lực phản chấn từ hai cánh tay truyền lại, lúng ra lão tổ rốt cuộc cũng phá bỏ được cự lực trói buộc của ma thủ, liền giống to một tiếng. Siêu một tiếng, hắn giống như mũi tiến từ mặt đất bay lên không trung, chỉ sau một cái chấp động liền xuất hiện bên ngoài mười trượng, sau đó toàn thân không nhúc nhích mà chỉ huyền phù tại chỗ. Không phải hắn không nghĩ đến việc lập tức bỏ trốn đi mất dạng, mà hắn hiểu rõ trước mặt một gã thánh tổ ma tộc thì loại hành vi này chỉ giúp mình hồn phi phách tán sao nhanh hơn mà thôi. Cho nên hắn hít sâu một hơi, hai ống tay áo lay động một trận liền thả ra hơn 7 tám kiện bảo vật khác nhau, có cái hóa thành đạo đạo kinh hồng có cái biến ảo thành giải linh quang, liên tục xoay xung quanh thân từ trên xuống dưới. Trong đó một kiện ngọc tỷ cao chừng vài tấc, một cái kim hoàn to chừng nắm tay vừa được thả ra liền tỏa hào quang bồn phía, thiên địa nguyên khí phụ cận ẩn ẩn như bị kéo về, xem ra là hai kiện huyền thiên thánh khí. Vì giữ lại tiểu mệnh, lũng ra lão tổ ngay cả bảo vật bí mật hắn cũng không tiếc giữ lại. Còn vũ y nữ tử bên kia lại có một chuỗi hành động khác. Ngũ sắc chiến giáp trên thân nàng tỏa ra từng trận quang hà diễm lệ lưu chuyển không ngừng, sau đó lại hướng đến sau lưng nàng tụ lại. Phốc phốc hai tiếng, sau lưng nàng nhoáng cái đã huyễn hóa ra thêm đôi cánh thật lớn, dài tầm hơn hai chục trường. Bề mặt đôi vũ xí được trải rộng những sợi lông năm màu dài đến vài thước, ngay tại mũi cánh không ngừng phát ra một đoàn quang diễm màu sắc biến đổi không ngừng. Ngay lúc đôi cánh hơi hơi khẽ động oanh một tiếng, hai luồng quang diễm liền bùng lên rồi hóa thành vô số hỏa diễm đem cả đôi cánh đốt cháy. Đôi cánh lớn nhất thời tỏa ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt liền biến thành đôi cánh bằng lửa, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Sắc mặt Vũ Y nữ tử lạnh băng khẽ quát một tiếng, quang diễm chi xí sao sao hung hăng vỗ một cái, nhất thời ba động kịch liệt truyền đến. Hư không phụ cận không ngờ lại vặn vẹo sụp đổ, nhưng lại lấy nữ tử làm trung tâm hiện ra một lỗ hổng mịt mờ. Đường kính chừng 10 trượng, ngay lúc sau đó, thân nàng tiêu thất ngay trước hắc động. Hắc bào thanh niên đang huyền phù trên trời cao, thấy thủ đoạn lũng ra lão tổ cùng thiếu nữ hai mắt không khỏi sáng lên, chẳng những không giận ngược lại còn mừng ra mặt. Không tôi, ta cứ nghĩ với chút tu vi của các ngươi cớ sao lại có gan xâm nhập thánh địa của thánh giới, nguyên lai là kế thừa một ít chân linh huyết mạch, chật chật, chân long thiên phượng. Trong chân linh cũng là danh khí lớn nhất, chân huyết hai người các người bổn tọa liền không khách khí nhận lấy. Vừa dứt lời, thanh thủy thủ đang huyền phù phụ cận hơi khẽ động, liền chớp lóe hai cái. Lúng ra lão tổ sắc mặt đại biến, thân hình chợt kịch liệt giật lùi về sau, đống bảo vật trước người mãnh liệt xoay quanh vù vù, tất cả đều bộc phát quang mang chói mắt, đem bán long chi thể che lấp vào trong. Âm thanh xé rách chợt vang lên, cả quần sáng đột nhiên lõm vào một mảng, chớp lóe một trận kịch liệt, bên trong truyền ra tiếng nổ liên miên. Giống như bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng chém tới. Trong vầng sáng, vài món bảo vật chợt hiện ra, nhưng mới tiếp xúc với mũi trùy thủ đã lập tức bạo liệt, chỉ còn lại khối ngọc tỷ cùng khỏa kim hoàn chừng nắm tay còn chút linh quang tán loạn, bộ dáng như đang miễn cưỡng chống đỡ. Lũng ra lão tổ sắc mặt đại biến, không chút lưỡng lự liền chắp hai tay bấm quyết, hai cỗ khí trắng từ miệng được phun ra, chợt lóe lên rồi nhập vào bên trong hai kiện bảo vật. Linh quang quanh chúng tỏa ra đột nhiên lúc tăng lúc giảm, cuối cùng mới từ từ ổn định trở lại. Trong hắc động giữa đám sương mù bên kia bỗng phát ra một âm thanh trầm đục, một đạo hắc tuyến chợt lóe lên rồi như có như không bay vào trong đó chớp lóe không ngừng. Sau đó không gian xung quanh giường như cũng bị tách ta. Cơ hồ cùng lúc ấy, một tiếng thét kinh sợ trong hư không truyền ra kèm theo là một cỗ ba động đáng sợ bạo phát. Hắc tuyến đột một biến mất lúc nãy chợt bay ra từ hư không, tiếp theo là một đoàn quang diễm năm màu cũng chợt lóe lên. Ở bên trong quang diễm là một bóng dáng yểu điệu, sau lưng vũ động một đôi cánh, chính là vũ y nữ tử mặc chiến giáp năm màu. Chẳng qua lúc này, nàng nhìn hắc bào thanh niên với đôi mắt tràn ngập kinh hãi, bả vai trống không, một cánh tay tự dưng từ khi nào đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắc tuyến vừa rồi không chỉ phá tan không gian bí thuật nàng thi triển mà còn với thần thông bất khả tư nghị sao 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 đem thân hình nàng đang trốn trong hư không chảm làm hai đoạn. Nếu trong thời điểm mấu chốt vừa rồi nàng nhanh trí liền thi triển thế kiếp đại pháp sao, cắn răng bỏ đi một cánh tay thì giờ phút này chắc cũng ngã xuống như thiên thu thánh nữ trước đó. Điều này làm cho vô y nữ tử hoảng sợ một hồi, sau đó nhanh chóng liếc sang nhìn lũng gia lão tổ và lão giả bạch thích đang đứng bên kia. Kết quả thấy lũng gia lão tổ sắc mặt tái nhợt dị thường, thần sắc tuy có vẻ bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn sự kinh hoàng thật sâu. Mà người tên bạch thích kia từ đầu đến cuối đứng im không nhúc nhích như một pho tượng gỗ, giống như hoàn toàn không có chút ý tứ kháng cự lại hắc bào thanh niên mảy may. Trong lòng nàng liền trầm xuống, không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này đây, hắc bào thanh niên vừa thấy công kích của mình không đạt hiệu quả liền cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên khinh thường cười lạnh một cái, bần tay nâng lên khẽ chảo, lập tức chui chủy thủ máu đen bị nắm vào trong tay. Hai người vừa mới thoát chết, thấy cảnh này sắc mặt liền khó coi dị thường. Hiển nhiên lần ra chiêu tiếp theo vị ma tộc thánh tổ này sẽ không còn tùy ý nhấc tay, tỷ lệ sống của bọn họ tuyệt không quá lớn. Ngay lúc hai người đang kinh hồn bạt vía, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cổ tay cử động liền đem mũi chủy thủ dựng đứng lên. Nhất thời mặt ngoài chủy thủ hiện lên một tầng ngân văn cổ kính, sau một trận lay động nhẹ nhẹ, theo mũi chỉ thủ tuôn ra một cột sáng màu đen, thẳng hướng lên chín tầng mây chợt lóe liền không còn bóng dáng. Tiếp đó, tại không trung truyền đến một tiếng lôi điện. Bầu trời xanh thẳm đối diện nổi lên từng trận cuồng phong, ngay sau đó một hắc động to lớn xuất hiện giữa hư không. Một trận âm phong băng hàn thấu xương thổi qua, từng cỗ ma khí đen kịt như u linh theo hắc động tuôn ra, sau đó ngưng tụ lại trực tiếp biến ảo thành một đám phù văn màu đen to như cái đấu, ước chừng hơn trăm cái hắc bào thanh niên không chút lưỡng lự hướng trời cao điểm một cái. những hắc sắc phù văn này bắt đầu xoay tròn liên tục giống như đang được một lực lượng vô hình dẫn dắt tất cả đều hóa thành những quả lưu tinh màu đen từ trên cao rơi xuống, chợt lóe rồi toàn bộ chui vào trong kiện thủy thủ đúa kia. nguyên bản thủy thủ lớn chừng vài tấc, thế nhưng sau khi hấp thụ phù văn màu đen thì phát ra âm thanh mãnh liệt, mặt ngoài ngân văn lưu chuyển, thoáng cái cuồng trướng vài lần. chỉ trong nháy mắt, thủy thủ đang trong ma quang màu đen đã hoàn toàn biến thành một cây cử kiếm một tay hắn giữ lấy chuôi cự kiếm lạnh lùng nhìn hai người lũng gia lão tổ cùng thiếu nữ trong miệng phun ra một chữ chảm cự kiếm liền khẽ động hướng hư không chảm một cái theo đó là một đạo nguyệt nha lớn vài chục trượng xoáy tít bay đến sắc mặt hai người lũng gia lão tổ lâm vào ngượng trọng đang muốn điều động tất cả pháp lực trong cơ thể để liên thủ liều mạng tuy nhiên vừa thấy phương hướng ô quang thần không khỏi sắc trở nên cực kỳ cổ quái ô quang không hướng bọn họ chém tới mà đang bay trên đường bỗng nhiên phương hướng biến đổi hướng qua một bên khác gào thét mà đi. Mục tiêu rõ ràng là đoàn ma diễm đang bao phủ hàn lập trong đó. Ma diễm từ lúc đem hàn lập cuốn vào trong chẳng những không có tiếng gì vọng ra cũng không mảy may tiêu giảm. Hắc bào thanh niên làm ra một thanh thế to lớn kinh người rồi không chút dấu hiệu báo trước liền công kích vào đó. Sau khi chém ra một kiếm, hắc bào thanh niên thản nhiên nói một câu. Thực không nghĩ chỉ bằng một chút thuật thu niếm khí tức cũng có thể che mắt bổn tỏa. Xem ra trong đám người các ngươi thì thần thông của ngươi là lớn nhất vậy thì để ta đưa ngươi đi sớm một chút đi. Vừa dứt lời, nguyên bản nguyệt nha màu đen đang bình thường bỗng dưng uốn éo, sau khi ma quang chấp động liền biến ảo thành từng sợi trường ti màu đen nhỏ bằng sợi dễ cây. Khoảng chừng ngàn vạn cái, hướng theo một phương mà bay đi, sau đó lại chấp lóe lên rồi liền tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, ma diễm ở khắp nơi dao động điên cuồng, từng đám hắc ti rậm rạp không một tiếng động hiện ra, xen lẫn vào nhau tạo thành một cái lưới lớn màu đen rồi co rút lại nhanh như thiểm điện. Phong Thanh âm hàn lập trầm thấp từ giữa ma diễm phát ra, tiếp theo một đoàn tử quang từ giữa bay lên xoay tròn một vòng, sau lại huyễn hóa thành một ký tự hình chữ phong to bằng cái đấu. Một trận ba động khác thường hướng bốn phía cuồn cuộn tản ra, ma diễm phụ cận như bị đông đặc, hắc phóng đang có rút cũng không tránh khỏi chứng lại trong khoảnh khắc, theo đó là một lỗ hổng nhỏ lộ ra nhưng ngay sau khi hắc quang lóe lên thì liền khôi phục như ban đầu. Nhưng chỉ trong một chút trì hoãn này, một tiếng sấm vang lên, một đạo ti hai màu xanh trắng bắn ra chấp động một cái liền xuất hiện bên cạnh lũng gia lão tổ và vũ ý nữ tử. Trên người là từng đạo kim hồ lượn lờ toàn thân, sau lưng một đôi thanh bạch lôi xí nổ vang không dứt, hai mắt ngưng trọng nhìn thẳng về phía hắc bào thanh niên, đúng là hàn lập. chương 2090, trùng trùng nguy cơ. Lúc này, hàn lập chẳng những đem phong lôi xí kích phát ra mà trên tay cũng đang nâng lên một kiện tiểu đỉnh cao vài tấc Tiểu đỉnh lớn bằng nắm tay, đang chấp động tử quang chói mắt. Tử ngôn đỉnh, đây chẳng phải là bảo vật của ả huyết quang tiểu tử kia ư, tại sao lại ở trong tay ngươi? Được rồi, dù có như thế thì ngươi cho rằng với kiện huyền thiên tàn bảo này mà đòi ngăn cản được một trảm của hắc ma chủy thì quả là si tâm vọng tưởng. Hắc bào thanh niên vừa trông thấy tử sắc tiểu đỉnh trong tay hàn lập, lúc đầu khẽ giật mình một chút, nhưng lập tức gạt qua một bên rồi lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hư không phụ cận hàn lập đột nhiên phát ra âm thanh suy suy, vô số hắc ti rậm rạp lại hiện ra một lần nữa, đồng thời giống như dòi bọ trong xương từ bốn phương tám hướng mà bắn về phía Hàn Lập. Hàn Lập mắt thấy tình cảnh này khuôn mặt liền trầm xuống rồi ném từ sắc tiểu đỉnh trong tay lên, sau đó đơn thủ bấm niệm pháp quyết vô cùng nhanh chóng, đồng thời trong miệng phát ra một chữ cấm. Những cột sáng mênh mông xanh biết sắc từ đầu ngón tay bắn ra, rồi hóa thành trận trận tinh thuần linh lực rót vào bên trong tiểu đỉnh. Ngay lập tức bảo vật này phát ra hào quang chói mắt, một chữ cấm cổ xưa cũng bay ra từ đó, lại dưới một cái chấp động đột nhiên cuồng trướng hơn trăm lần, hóa thành một mảnh hư ảnh tử quang mờ mịt, bao phủ toàn thân hình Hàn Lập vào bên trong. Mà ngay lúc này, những hắc ti kia sau khi lóe lên lại hung hăng chạm về bốn phía của hư ảnh. Ầm ầm một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, hắc quang tử sắc lập lòe đan vào nhau, bắn ra từng đoàn quang cầu lớn bằng đầu người. Những hắc ti kia dẫu có sắc bén vô cùng, nhưng Tử Ngôn đỉnh dù sao cũng là huyền thiên tàn bảo, cũng xem như đứng đầu trong bài danh trí bảo, hơn nữa đã sớm được Hàn Lập luyện hóa đến độ tùy tâm, vậy nên dưới sự thôi động không tiếc pháp lực liền xuất ra 12 thành uy lực, hư ảnh do tử sắc phù văn được biến ảo kia cũng trực tiếp hiện ra hình dáng thật thể tinh hóa rồi tỏa ra âm thanh vù vù chói tai. Mặc dù đợt công kích của Hắc Ti là do chân chính huyền thiên chi bảo phát ra nhưng uy lực dẫu sao cũng chỉ là một kích tiện tay của Hắc Bảo thanh niên mà thôi, thế nên chỉ thâm nhập vào tử sắc hư ảnh hơn một xích sau đó lại không thể tiến thêm được mảy may, trong lúc nhất thời đã bị mạnh mẽ chặn lại bên ngoài hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này trên mặt tuy không hiện dị sắc nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia hàn lãnh đồng thời giơ thủ trưởng bắt lấy hắc sắc cửa kiếm hắc quang theo đó cũng hơi lóe lên một cái một khắc sau trong hư ảnh tử sắc phù văn cực lớn nổi lên âm thanh bén nhọn những hắc ti kia run rẩy một trận sau đó uy năng bỗng chốc cuồng tăng hơn bội lần tử sắc hư ảnh nhìn như không thể phá vỡ lại liên tiếp dạn nứt ra hắc ti ngay trong màn tử quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay về phía hàn lập đang đứng ở trung tâm sắc mặt hàn lập tức thì đại biến pháp quyết trong tay khẽ chuyển như muốn thúc giục tử ngôn đỉnh thi triển một biến hóa huyền diệu khác nhưng đã muộn rồi tiểu đỉnh vốn đang phóng ra tử sắc hào quang lại gào thét lên đinh tai một âm thanh răng rắc truyền đến tiếp theo bề ngoài tiểu đỉnh lại lóe lên vô số đạo bạch ngân rồi hóa thành một đoàn quang diễm bạo toái biến mất hư ảnh tử sắc phù văn cũng trở nên mơ hồ rồi trong nháy mắt đã tiêu tán không thấy bóng dáng Hắc Ti rậm rạp nhoáng lên rồi lập tức hướng về trung tâm phóng đến bộ dáng như vô kiên bất tồi. Dường như muốn đem Hàn Lập phanh thây xé xác, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, hai tay nắm thành quyền không chút do so dự rồi hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, hắc khí trên người hắn xoay một vòng, vô số hắc sắc phù văn từ bên trong cơ thể tuôn ra, sau khi ngưng tụ đã biến ảo thành một kiện hắc sắc chiến giáp tối đen như mực. Đồng thời sau lưng hắn tạo ra từng đạo kim quang, một kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay cao chót phát hiện lên, sáu cánh tay vung lên vẩy xuống, từ mỗi cánh tay bắn ra một đoàn quang diễm màu vàng rực rỡ rồi hướng tới trước người hội tụ cùng một chỗ, huyễn hóa thành một vòng xoáy màu vàng cực lớn. Bên trong phát ra một trận gầm rú chói tai, vòng xoáy điên cuồng xoay một cái, lập tức vô số kim sắc phù văn từ đó tuôn ra, rồi hóa thành một cỗ cự lực khủng bố mạnh mẽ đem một phần hắc ti cuốn lấy. Về phần pháp tướng ba đầu sáu tay kia dưới sự lưu chuyển của kim văn ngoài thân đã ngưng kết thành thật thể vàng rực rỡ, trên người còn hiện lên một bộ kim sắc giáp im mơ hồ, sau đó lóe lên chắn phía trước hàn lập. Sau khi sáu kim mục không mang một chút cảm tình của kim thân mở ra, cánh tay ngay lập tức cuồng vũ một trận nhanh như thiểm điện. trong chốc lát công phu, vô số kim sắc quyền ảnh lăng không mà hiển lên trong hư không gần đó, chỉ một cái chấp động đã giống như cuồng phong mãnh liệt cuốn về bốn phương tám hướng. lúc này một chân của bản thể hàn lập bỗng đạp xuống hư không phía dưới một cái, thân hình bỗng chốc kích bắn về phía sau. Tiếng sấm từ cặp xí sau lưng hắn vang lên cùng một chỗ, vô số kim sắc điện hồ từ trên cánh bắn ra, dưới một cái ngưng tụ đã biến ảo thành từng đoàn kim sắc lôi cầu, gào thét bắn mãnh liệt về phía sau. Không chỉ đơn thuần thả ra kim sắc lôi cầu, trên lưng của Hàn Lập sau khi lóe lên thanh quang, không ngờ cũng tuôn ra 72 khẩu tiểu kiếm dài gần một tấc. Đám tiểu kiếm này sau một cái lắc lư đã biến thành 72 đạo kiếm quang mờ mịt, hung hăng nhào xuống một cái, lập tức có hàng ngàn kiếm quang dài hơn một trượng ồ ạt tuôn ra liền đó biến ảo thành một tòa kiếm sơn hư ảnh xanh biếc minh mông rồi phát ra âm thanh gào thét nhắm về đám hắc sắc ti võng phía sau chạm tới. Trải qua một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phía trên hắc sắc phóng ti bỗng phóng ra một đoàn thanh sắc uy nghiêm, đồng thời truyền đến âm thanh chấn động kịch liệt kinh người. Mà ngay trong tiếng nổ vang, những kim sắc lôi cầu kia cũng lóe lên rồi dồn dập chui vào trong đoàn thanh sắc uy nghiêm đó. Nháy mắt công phu, từ quang đoàn chói mắt đến khó tin kia, từng loại âm thanh lôi minh, âm thanh kiếm khí, cùng với âm thanh vù vù tất cả như cộng hưởng với nhau không ngừng lan ra phụ cận gần đó, từ xa nhìn lại sẽ thấy hơn phân nửa bầu trời phía trên hồ nước đều bị hào quang trói mắt chiếu rọi. Hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này thần sắc khẽ động, trên gương mặt lần đầu hiện lên một tia kinh ngạc, nét mặt cứng đờ. Đi, lũng ra lão tổ hai mắt sáng ngời, đột nhiên hướng về phía vũ y nữ tử cùng lão giả bạch thích truyền âm một tiếng, tiếp theo thân hình khẽ động lập tức hóa thành một đạo kim hồng kinh người bắn lui về phía sau sở dĩ trong tình huống nguy cấp hắn nguyện ý thông chi cho cả hai người còn lại một tiếng đương nhiên không phải xuất phát từ thiện ý gì mà là hắn muốn nhân lúc hắc bảo thanh niên đang phân tâm nếu mấy người bọn họ cùng nhau đào tẩu thì tỷ lệ thành công hiển nhiên tăng lên rất nhiều quả nhiên vũ y thiếu nữ nghe xong truyền âm cũng không nói một lời liền vỗ ngũ sắc diễm xí sau lưng hóa thành một đoàn ngũ sắc hư ảnh hướng về một hướng khác phá không bay đi nhưng lão giả bạch thích kia vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích dường như không để ý đến hành động của cả hai người bọn họ Lũng ra lão tổ thấy bộ dáng kia của bạch thích trong lòng càng nổi lên nghi ngờ, nhưng độn tốc của kim hồng ngược lại càng nhanh hơn một phần, chỉ dưới hai cái chấp động đã xuất hiện tại địa phương cách đó hơn nghìn trượng, rồi không chút do so dự mà nhắm thẳng tầng quang mạc xanh minh mông trên bầu trời bắn đi, giống như muốn thoát ra khỏi sơn cốc này. Vũ y thiếu nữ bên kia cũng đã đến phía ngoài sơn cốc, hai cánh dương lên, thân hình bỗng biến mất ngay trong hư không không thấy bóng dáng. Xem ra nàng muốn thi triển thần thông trực tiếp thuấn di ra bên ngoài màn sáng. Ngay trong tình huống này, hai người chỉ cần vừa ra bên ngoài sơn cốc, đồng thời ẩn nặc lẩn trốn về hai hướng khác nhau, miễn là vận khí không quá kém thì nói không chừng sẽ có người có thể giữ được tính mạng. Nhưng quỷ dị chính là hắc bào thanh niên kia nhìn độn quang của cả hai người bọn họ cũng không làm ra hành động cản trở gì cả, khóe miệng chỉ ẩn hiện một tia trào phúng. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, độn quang của lũng gia lão tổ trong nháy mắt tiếp xúc với màn quang mặt xanh mờ kia, kim quang bỗng lóe lên rồi loạn trọng bắn ngược trở lại, Thân hình cũng theo đó dần hiện ra Lúc trước có thể đơn giản tiến vào Nhưng bây giờ màn sáng màu xanh này bỗng biến thành tường đồng vách sắt Độn quang va chạm lên trên chẳng những bị bắn ngược trở lại Mà còn có một cổ cự lực khó có thể ngăn từ bên trong màn sáng đẩy vọt ra Khiến cho hắn không cách nào xuyên qua được Lúng ra lão tổ nhanh chóng ổn định thân hình Nhưng sắc mặt đã tái nhợt nội tâm cũng trở nên khó chịu rồi Nếu đổi lại là lúc khác thì tầng cấm chế này tuy có chút phiền phức nhưng hắn tự tin chỉ cần vận dụng vài loại thủ đoạn thì vẫn nắm chắc phá vỡ được cấm chế trước mắt đổi lại nếu ngay trước mặt một vị ma tộc thánh tổ mà muốn làm điều này thì chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền vị ma giới thánh tổ kia sao lại có thể cho hắn thời gian bài trừ cấm chế không riêng gì hắn vũ y thiếu nữ vừa biến mất cũng lại hiện thân trước màn sáng dưới sự kinh sợ nàng liên tiếp biến ảo ra vài loại bí thuận không gian khác nhưng vẫn không cách nào xuyên qua màn sáng được thiếu nữ quay đầu nhìn về phía hồ nước một cái gương mặt dưới lớp mặt nạ chẳng còn một tia huyết sắc. Tiếp đó, bỗng nhiên một âm thanh vượn minh gầm lên truyền ra từ bầu trời phía trên mặt hồ. Từng đoàn tia sáng chói mắt gần đó bỗng tụ lại rồi truyền đến âm thanh nổ vang, hai cỗ bóng đen khổng lồ như lốc xoáy một trước một sau phóng ra từ bên trong, dưới một cái chấp động đã xuất hiện ở một nơi khác trên bầu trời bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới dần hiện ra diện mạo chân tướng. Là một con kim mau cử viên thân cao 10 trượng, trên người được tấm ma giáp đen kịt bao lấy, hai cánh tay đang nâng hai tòa tiểu sơn một đen một xanh. Hàn lập ngay khi gặp nguy cơ trước mắt đã biến thân thành kim mau cử viên, dùng một thân thần lực khủng bố và mượn thêm lực lượng của hai tòa cực sơn, dưới sự yểm hộ của tịch tà thần lôi và phạm thánh kim thân cùng nhiều thần thông khác mới cố gắng trèo trống mở ra một khe nhỏ trong hắc sắc ti vóng, nhờ đó mà miễn cưỡng thoát ra được. Nhưng dù là như thế thì mặt ngoài ma giáp trên người hắn cũng hiện ra chi chít vết rách, một lúc sau liền từ từ một lần nữa khép lại. Đây là kết quả mà Hàn Lập tự thân đối mặt với Huyền Thiên Chi Bảo chân chính, phải vô cùng gian nan mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Nếu đổi lại là hai người lúng ra lão tổ và Vũ Y thiếu nữ, dù cho có cùng thần thông giống như Hàn Lập, nhưng dưới sự kinh hoàng trong lòng cũng chỉ có thể chết thảm tại chỗ. Dù sao đi nữa thì những sợi hắc tuyến kia thật sự quá kinh khủng, chẳng những sắc bén vô cùng mà cơ hồ là kiên cố không gì phá được, lại có thể vô hình xuyên thủng hư không tự hành diệt địch. Thú vị, thật sự thú vị xem ra chuyến đi này của bản lão tổ thật đúng là không sai. Chẳng những chạm mặt ngụy tiên khôi lỗi, còn đụng phải một gã nhân tộc tu sĩ có thể đem chân linh huyết mạch phát huy đến trình độ như vậy. Tiểu gia hỏa kia, trong cơ thể ngươi không chỉ có một loại chân linh huyết mạch này chứ. Còn có thần thông gì chi bằng thi triển ra cho bổn tỏa. Nếu không thì kích tiếp theo, ta sẽ vận dụng một nửa uy năng của hắc ma trùy, tuyệt đối ngươi sẽ không tránh được kết cục hồn phi phách tán. Về phần hai người các ngươi cũng đừng hao phí tâm cơ chạy trốn nữa. Nơi đây gọi là khổ linh đảo, tòa sơn cốc này lại tên là khốn linh cốc. Bọn người linh giới các người đã đến đây thì cũng chỉ có một con đường chôn vùi tại nơi này mà thôi hắc bào thanh niên mắt thấy cảnh này, hắc sắc cửa kiếm trong tay hơi run, không giận mà lại vui cười lên ha ha. Lũng huynh, diệp tiên tử, các người cũng đừng nên có tâm tư khác nữa, mấy người chúng ta liên thủ lại đánh một trận thì còn có thể có một đường sinh cơ, nếu như ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có thì mọi người thật sự phải vẫn lạc ở nơi này. Bạch đạo hiểu, ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng cũng không nên tự cho mình thông minh, thật sự cứ mãi ích kỷ chỉ biết lo cho thân mình thôi sao. Nét mặt kim mau cử viên hiện lên vẻ dữ tợn, mở miệng ra lập tức phát ra giọng nói lạnh lùng của Hàn Lập. mươi 2091, Linh Vương cùng vẫn giới thạch. Nghe được những lời này, lũng ra lão tổ sau khi suy nghĩ một hồi lập tức khởi độn quang hướng về Hàn Lập nhanh chóng bay đi. Chớp động một cái liền xuất hiện bên cạnh Hàn Lập với một bộ mặt âm trầm, lạnh lùng. Ở một nơi khác, vũ y thiếu nữ với đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhanh chóng xoay chuyển liền khẽ đạp nhẹ đôi chân ngọc một cái diễm xí sau lưng khẽ phất cả người đột nhiên nhoáng lên rồi biến vào hư không không thấy bóng dáng sau chốc lát không gian bên cạnh hàn lập đột nhiên dao động vũ y thiếu nữ liền vô thanh vô tức hiện ra về phần gã bạch thích mặc dù nghe rõ hàn lập nói như vậy nhưng hắn vẫn điềm nhiên phớt lờ như không nghe thấy hàn huynh tiểu muội đem toàn bộ tính mạng giao cho ngươi nắm giữ hy vọng đạo hữu còn có giữ lại mỗi hai thủ đoạn để mà đối phó vị thánh tổ ma tộc này một chút. Nếu không hôm nay thật sự là chúng ta lấy trứng trọi đá, chết không có đất chôn đi. Vừa hiện thân ra vô y thiếu nữ liền quay sang hàn lập cười khổ một tiếng. Cái gì thủ đoạn, không phải hai vị cũng giữ lại một chút thủ đoạn bảo mệnh sao? Hơn nữa nhị vị đạo hữu có điều không nhận thấy, vị này thánh tổ ma tộc mặc dù ngay từ đầu ra tay đã thực sự tàn nhẫn thanh thế kinh người, nhưng ngoài sử dụng một cây hắc ma chủy này để công kích thì không có vận dụng thêm bất cứ loại thần thông nào khác. Hàn Lập lúc này đang biến thân thành sơn nhạc cử viên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc bào thanh niên đối diện, không thèm quay đầu một hơi oang oang nói ra. Ý của Hàn Huynh trong việc này có phải, vũ y thiếu nữ trong lòng nhảy dựng, ra vẻ hơi kinh hãi. Diệp tiên tử ngươi đừng quên rằng nơi đây chính là tẩy linh trì ở trong khốn linh cốc, chỉ sợ toàn bộ ma giới không có nơi đâu linh khí tinh thuần hơn ở đây. Ta không tin ở tại nơi này một tên ma tộc cho dù có cấp bậc thánh tổ vẫn có thể cùng người khác tranh đấu dài lâu mà không bị thiên địa linh khí áp chế, cự viên hừ lạnh một tiếng nói. Lời của Hàn huynh thực không sai đi, cho dù vừa rồi hắn dùng qua kiện hắc ma trủy thì trước tiên phải phá vỡ tầng linh khí vây khốn nơi này mới có thể hấp thu ma khí từ bên ngoài để tiến hành công kích chúng ta. Nếu như lão phu đoán không lầm thì ở đây một thân pháp lực của lão ma không thể trực tiếp bổ sung ma khí tinh thuần thì cứ sau mỗi lần vận dụng là sẽ bớt đi một ít. Huyền Thiên Chi bảo trong tay hắn hơn phân nửa chắc là tình hình cũng giống như vậy. Chỉ cần ngăn cản không cho hắc ma truy tiếp tục thu nạp ma khí từ bên ngoài, như vậy thì với lực lượng của đám người chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lũng gia lão tổ nghe được lời nói của Hàn lập lập tức như bừng tỉnh hơi chút kích động, liền sau đó khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, bình tĩnh trả lời. Vũ y nữ tử nghe được hai người đàm đạo, tâm niệm sau khi quay cuồng một hồi liền cảm thấy có phần hữu lý, sợ hãi ban đầu theo đó cũng giảm đi phân nửa. Lúc này ở phía đối diện, nghe những lời đám người hàn lập bàn bạc, gã hắc bào thanh niên khẽ nở nụ cười mỉm. Không tồi, không tồi, có thể trong thời gian ngắn mà nhận ra việc này, ba người các ngươi trong đám hợp thể tu sĩ trong nhân tộc chắc hẳn phải là những kẻ đệ nhất. Hoàn toàn chính xác, bổn tọa ở trên khổ linh đảo này tu vi phải chịu một chút áp lực, một thân thần thông cùng pháp bảo không thể hoàn toàn lấy ra thi triển. Nhưng các ngươi xem huyền thiên chi bảo là cái gì mà dám coi thường, lại cho là có thể ngăn cản bổn tọa dùng nó thu nạp chân ma khí ở bên ngoài. Đúng rồi, còn khí linh tiểu tử kia, bổn tọa vừa rồi vẫn chưa đá động gì đến ngươi, là bởi vì cảm ứng thấy trong cơ thể ngươi phảng phất khí tức của người quen cũ. Linh vương phái ngươi đến đây là có dụng ý gì, chắc không phải là cố ý muốn hai tay dâng một khối ngụy tiên bảo chứ. Thanh niên hắc bào sau khi nói xong, liền không thèm để ý đến đám người hàn lập mà quay ánh mắt sang lạnh lùng hỏi gã bạch thích. Nghe được lời của vị hắc bào thanh niên này, đám người lúng ra lão tổ trong lòng xoay chuyển ánh mắt không giấu nổi vẻ kích động, chậm rãi nhìn về người tên Bạch Thích. Từ lúc bắt đầu tới giờ, gã thánh linh linh tộc này giữ bộ dáng cùng hành động thập phần mờ ám pha chút quỷ dị. Bọn người Hàn Lập một khi đã quyết định liên thủ đối kháng vị này hắc bào thanh niên thì tự nhiên cũng muốn biết ý đồ chân chính của Bạch Thích. Ở trong vòng bạch quang mịt mờ tuy không thấy rõ khuôn mặt người này, nhưng sau khi nghe lời nói của hắc bào thanh niên, tầng quang hà cũng trở nên chấp động vài cái rốt cục hắn cũng chịu mở miệng tràm giọng nói. Tại thời điểm trước lúc lên đường vị đại nhân kia trong tộc đích xác có dặn dò bạch mỗ vài câu, cũng gieo xuống trong cơ thể ta một phân linh phù. Hay là không bằng để vị đại nhân đó nói chuyện trực tiếp với tiền bối, tiền bối thấy thế nào? Dứt lời, bạch thích thu lại bạch quang trên người theo đó diện mạo nguyên bản cũng từ từ hiện ra. Đúng là một gã đàn ông trung niên, mặc cẩm y. Khuôn mặt bình thường, nhưng hai mắt trói sáng, ở trên vầng trán có một tia tử sắc linh ban, lè lè ánh sáng cẩm y trên người hắn rõ ràng không tầm thường, chẳng những phía trên có in ân rất nhiều ngân sắc linh, hơi thấp xuống phía dưới một chút lại là vô số bạch quang chớp động không thôi, phi thường đáng chú ý. Hừ, cái tên linh tộc cái lão quái vật kia sống lâu hơn bổn tỏa đã không biết bao nhiêu năm tháng, ta đây cũng thử nghe một chút xem hắn muốn nói gì. hắc bào thanh niên cũng không cảm thấy bất ngờ, hừ lạnh một tiếng nói. Bạch thích mỉm cười, lập tức giơ một tay lên vỗ đầu. Một tiếng nhỏ vang lên, đỉnh đầu đột nhiên hé mở một đạo phù lục màu bạc từ giữa bay ra. Phù lục đón gió, nhoáng lên một cái tỏa ra vạn đạo hào quang, lập tức huyễn hóa ra một hư ảnh cao hơn một trường. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập hai mắt ngưng trọng đem hư ảnh kia nhìn rõ ràng. Thì ra là một lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, trên mình đang mặc trường bào màu trắng. Lũng ra lão tổ cùng vũ y nữ tử trông thấy cảnh này không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong đầu liền nhanh chóng suy tính, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ dù sao tình huống đã vô cùng tồi tệ, tưởng rằng chỉ có thể liều mạng đấu với vị thánh tổ ma tộc này thôi. Đâu ngờ sự việc bỗng chốc thay đổi làm bọn họ rất đối vui mừng cầu còn không được. Hư ảnh lão giả sau khi hiện ra liền lẳng lặng huyền phù một chỗ bên cạnh bạch thích, đảo ánh mắt nhìn ra bốn phía một lần sau đó dừng lại trên người hắc bảo thanh niên, thần sắc ung dung thập phần bình tĩnh. Nguyên yểm đạo hiếu, đã rất lâu không gặp rồi, ta thật sự là không nghĩ tới ở nơi này được hân hạnh gặp một trong ba vị đại thủy tổ. Hai vị thiên khấp, Hạc nhan thường trông coi mọi việc trên đảo này ở đâu sao không thấy. Hư ảnh bạch bào lão giả rõ ràng có ẩn chứa một tia hồn niệm của một người nào đó, không chút sợ hãi thong dong ôm quyền hướng về hắc bào thanh niên hỏi một câu, bộ dáng như phảng phất khí độ phong phạm của một tiên nhân đạo cốt. Gã đại thừa linh tộc này dường như nhận biết được vị nguyên yểm thánh tổ này. Trong khi đó Hàn Lập vừa nghe đến hai chữ thủy tổ, mặc dù tu luyện đã đến cảnh giới tâm hồn chấn định, an tĩnh dị thường nhưng cũng nhất thời thần sắc đại biến. Lúng lão tổ cùng vũ y thiếu nử hàm răng đánh vào nhau lộp cộp, nội tâm lập tức trùng xuống. Thiên khấp, hạc nhan đang có việc khác, trong vòng ngàn năm tới đây, mọi việc canh giữ trên đảo này phải do bổn tọa đảm nhiệm. Người đột nhiên phái mấy tiểu bối xâm nhập nơi đây hẳn là vần ấp ủ hy vọng với đám linh vật kia. Nhưng người chắc là cũng biết rõ ràng, một ít đám hợp thể đến đây căn bản chỉ là đi tìm đường chết. Trừ khi nếu như ngươi, một vị linh vương đại nhân đích thân hộ tống thì lại là một chuyện khác hắc bào thanh niên khi thấy hư ảnh của bạch bào lão giả, đồng tử có chút co rụt lại lạnh giọng nói ra. Nếu không phải ma tộc các ngươi chạy đến đánh chiếm lãnh địa linh tộc khí thế ngút trời thì thật lão phu cũng có chút hứng thú đi đến đây một chuyến. Lâu năm rồi không gặp lão phu cũng muốn biết mộng yểm ma công của đạo hữu hay không có chút đột phá. Tiếc là hiện giờ không tiện phân thân, cũng chỉ có thể để bọn tiểu bối này mạo hiểm một phen. Bất quá, bây giờ nhìn qua ngoài bạch thích ra thì chắc những người khác đã gặp bất chắc đạo hữu ra tay cũng thật là có chút nhanh gọn đi vị linh vương này bất động thanh sắc nhẹ giọng nói ta có thể lưu lại một cái mạng nho nhỏ của tên linh tộc này cũng coi như cấp lại cho ngươi chút thể diện rồi còn nói những lời nhảm thì đừng trách ta không cho cơ hội liền đem hắn một trưởng diệt sát gã thanh niên áo đen sắc mặt trầm xuống dường như chỉ cần có chút bất mãn thì liền ra tay chém tận giết việt nguyên yểm đạo hữu tính tình ngươi so với vài vạn năm về trước thật cũng không có thay đổi bao nhiêu a à. hảo lão phu cũng không nhiều lời Ta muốn dùng một vật đánh đổi lấy một lần cơ hội cho kẻ hậu bối trong tộc được tiến vào tẩy linh trì và một cây tịnh linh liên. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Vốn là lão phu muốn trao đổi cùng hai tên thiên khấp và hạc nhan, không ngờ lại đổi thành đạo hữu. Linh vương hư ảnh có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ha ha, không tưởng là linh vương cũng biết nói chơi. Ngươi cho rằng nói như vậy thì nguyên yểm ta sẽ tin sao. Đừng nói là hai người thiên khấp, hạc nhan không ở chỗ này, cho dù có ở đây cũng sẽ không cùng đám người linh giới các ngươi làm cái gì giao dịch. Hảo, coi như lời đã nói hết, bổn tọa trước tiên là tiến đưa tiểu bối ngươi nay lên đường. Còn tia phân hồn của ngươi ta cũng sẽ không khách khí nhận lấy. Gã hắc bào thanh niên nghe xong thì cuồng tiếu một trận tỏ vẻ không mấy tin tưởng, lần nữa khoát tay lên cầm cự kiếm đang lơ lửng trong không trung. Lũng ra lão tổ cùng vũ y thiếu nữ thấy tình hình này sắc mặt đại biến, nhất thời vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Cự viên do Hàn Lập biến thành cũng ngưng trọng ánh mắt, kim quang bên ngoài thân đồng thời lưu chuyển không ngừng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này vị linh vương hư ảnh kia lại không hề tỏ ra dù chỉ một chút hoang mang, khóe miệng nhếch lên chậm rãi nói một điều làm cho thanh niên áo đen giật mình cả kinh. Như thế nào, nguyên yểm đạo hữu không muốn vẫn giới thạch sao? Cái gì, vẫn giới thạch, trong tay người có vật ấy? Không đúng, rốt cuộc, người biết chuyện gì? Hắc bào thanh niên hơi thất thố nói ra, nhưng lại lập tức giật mình xem như nhớ ra cái gì, thanh âm thay đổi lạnh xuống hỏi đến, trong khi đó khuôn mặt lộ ra vẽ dữ tợn như muốn uy hiếp. Ha ha, những gì lão phu biết thật muốn hơn xa những gì đạo hữu suy đoán. Dù sao thì lão phu so với các đại thừa linh giới khác có chút khác biệt, sống lâu hơn một chút nên tự nhiên là biết rõ một số việc mà bọn họ không biết. Chỉ cần có miếng đá quý này thì đại kiếp nạn trước mắt của ma tộc các ngươi có thể trì hoãn lại ít nhất là trên vạn năm. Điểm chân quý này cũng không cần ta nói thêm điều dư thừa đạo hữu hay là hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời lão phu cũng không muộn. Bạch phát lão giả hình như đã liệu định trước, thâm ý sâu sắc nói. Gã thanh niên áo đen mặt âm tình bất định, huyền phù lơ lửng trên mặt hồ không cử động. Đám người hàn lập và lũng lão tổ nghe hai bên nói chuyện trong lòng cũng là bán tín bán nghi dám vọng động, mỗi người tự phỏng đoán ý nghĩa thật giả của những lời vừa rồi. Hảo, rất tốt, lâu nay bản tỏa đã đoán biết ngươi lai lịch không tầm thường, lại càng không phải là một đại thừa linh giới bình thường, Bây giờ ngay cả bí mật của thánh giới ngươi cũng biết rõ ràng. Xem ra những gì ta đoán lúc trước đều không sai rồi. Chỉ là có điều vô cùng đáng tiếc, gã thanh niên bỗng nhiên thần sắc giãn ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, chẳng là ngươi không biết vẫn giới thạch đối với mà giới các người chân quý đến độ nào sao? Lão giả cảm thấy hơi kỳ quái, nhướng mày hỏi, đáng tiếc chính là ngươi hôm nay gặp phải ta, lại càng không nên đem việc này nói lại cho ta biết hắn khóe miệng nụ cười bí hiểm cũng không chậm trễ tay vung hắc sắc cửa kiếm hướng bạch thích chém xuống đồng thời một cái ma thủ hướng bạch phát lão giả chộp tới chương 2092, nghìn niết bàn châu từ trên cửa kiếm phát ra một đạo nguyệt nha không sai biệt lắm so với khi trước cùng một lúc không gian chấn động từng tia hắc ti lập tức xuất hiện chẳng chịt xung quanh bạch thích đồng loạt người hắn bắn đi vùng trời phía trên đầu của lão giả áo trắng ma khí cuồn cuộn một bàn tay đen nhánh từ phía trong hư không hung hăng chụp xuống Bạch Thích hoàn toàn không ngờ được Nguyên Yểm Thánh Tổ lại đột nhiên trở mặt hạ thủ. Khuôn mặt hắn biến sắc, thân hình lóe lên phóng ra một màn bạch quang hộ thể, rồi lại há miệng phun ra một tấm lục sắc tiểu thuẫn nho nhỏ. Tiểu thuẫn vừa bay ra khỏi miệng, liền hứng gió hóa lớn thành hơn 10 trượng. Trên bề mặt tiểu thuẫn lục quang chấp động, lại như ẩn như hiện có hồ ảnh của một con rùa khổng lồ hiện lên đem toàn thân Bạch Thích bảo hộ ở bên trong. Không chỉ như vậy, bản thể của Bạch Thích tiếp tục phát ra những tiếng vù vù, lại có một chiếc chuông bạc khổng lồ từ bên trong thân thể bay vọt ra ngoài. Chiếc chuông này to gần một trượng, mặt ngoài cực kỳ lóng lánh, vô số phù văn màu bạc như ẩn như hiện. Tiếng chuông vừa ngân, tầng tầng sóng bạc từ trên bề mặt điên cuồng phóng ra ngoài. Sinh mạng của Bạch Thích mong manh như chỉ mảnh treo chuông, tự nhiên phải xuất ra bổn mạng khí linh để tăng cường chống đỡ. Nhưng dù cho trước đây Hàn Lập bày ra hết thần thông mới có thể dưới một trảm của hắc ma trụy mà trốn thoát, nhưng cũng không hề khẳng định là những người khác cũng làm được như vậy chỉ thấy tơ đen từ phía trung gian ảo ạt tuôn ra, từng tràng âm thanh ong ong vang lên chói tai. Bất luận là sóng bạc hay là hư ảnh cự quy vừa tiếp xúc với tơ đen lập tức tan ra như giấy vụn. Khi tất cả những đường tơ màu đen dung chuyển một lần nữa, ở tại bốn phía lóe lên rồi biến mất thì một khắc sau chiếc chuông bạc nhóng lên, từ mặt ngoài hiện lên vô số mũi nhọn màu đen tách ra rồi nổ tung. Khuôn mặt bạch thích đầy vẻ sợ hãi, thân thể của hắn ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ như chiếc chuông bạc. Về phần hư ảnh của lão giả áo trắng, tuy rằng ẩn chứa một tia phân hồn của bậc đại thừa tồn tại, nhưng chính mình lại không có một chút pháp lực nào, khi ngọn ma chảo màu đen nhánh vừa chụp xuống liền bị tiêu diệt. Bất luận là Hàn Lập hay là lũng gia lão tổ nhìn tới màn này trong lòng không khỏi kinh hãi một hồi. Khuôn mặt của hắc bào thanh niên thì trái lại, vẫn không một chút thay đổi sông đến mảnh thi thể còn sót lại của bạch thích. Tay áo vừa run lên, mây đen bay ra cuồn cuộn đem vài chữ vật hoàn đồng loạt cuốn về phía lòng bầy tay. Thần niệm nhanh chóng quét qua những pháp khí ở bên trong túi chữ vật, sắc mặt của vị nguyên yểm thánh tổ này liền xa sầm xuống. Quả nhiên lão quái vật kia có chỗ đề phòng, vẫn giới thạch thật sự không ở trên tay của tiểu tử này. Sau khi tự nói hai tiếng, ánh mắt trên mặt của hắc bào thanh niên xoay chuyển, một lần nữa nhìn về phía ba người hàn lập, trên gương mặt từng tia sát khí lạnh lẽo phát ra. Ba người các ngươi, là tên nào cất giấu vẫn giới thạch? Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra bổn tỏa có thể phá lệ miễn cho cái chết. Ba người hàn lập nghe hắc bào thanh niên nói như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau sau một hồi lâu hàn lập khẽ thở dài một hơi trả lời chậm rãi tiền bối lầm rồi ngay cả gã linh tộc kia đều không có thứ mà ngài muốn sao có khả năng sẽ ở trong tay mấy người bọn ta nguyên yểm thánh tổ tuy rằng sớm đã đoán trước nhưng sau khi nghe câu trả lời như vậy trong mắt không khỏi hiện lên hung quang nói ra đã như vậy thì các ngươi cũng không cần phải ở lại làm gì tất cả đều biến mất cho bản thánh tổ vừa dứt lời hắn đột nhiên cầm cửa kiếm màu đen hướng về phía trước quét ngang đồng thời lại hướng lên không trung cắt ngang một đường. Lập tức có từng đạo ấn ký màu đen như mực từ trên thân cự kiếm bắn ra, rồi hướng về hư không trên cao bắn đi. Không tốt, mau ngăn hắn lại, hắn muốn phá vỡ cấm chế nơi này để dẫn động ma khí tiến vào. Lũng ra lão tổ vừa thấy vậy gương mặt phát lạnh liền hét lên một tiếng, không chút do so dự giơ tay lên, ba lưới kim sắc tiểu xoa dài gần một tấc từ trong tay khẽ lay động, liền hóa thành ba đạo cầu vòng màu hoàng kim bắn nhanh ra ngoài ba lưới kim xoa này cũng không biết là bảo vật gì. Chỉ vừa mới xuất ra thoáng chốc liền vượt xa hơn trăm trượng, vừa lúc ngăn lại đạo kiếm quang màu đen ở trên không trung. ầm ầm, một tràng tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang màu đen chỉ hơi thoáng ngừng lại một chút, rồi đem đạo kim hồng ở giữa đường chém nát như tương. Ba đạo kim hồng quay cuồng tản ra, sau đó lập tức bị đứt làm đôi thành sáu lưới kim xoa ảm đạm rất xuống mặt đất. Nhưng chỉ trong giây lát trì hoãn này, một vầng sáng ngũ sắc bao lấy một khỏa tinh châu màu đỏ thẫm lóe lên bắn tới, hung hăng đánh vào phía trên đạo kiếm quang. Đây cũng là dị bảo duy nhất mà từ trước đến nay vô y nữ tử luôn cất kỹ không dám dùng đến, hiện tại nàng đành cắn răng xuất ra. Quang đoàn màu hồng từ tinh châu va chạm lên kiếm quang liền vang đến tiếng kêu trầm đục. Hỏa vân màu xích hồng lớn gần một mẫu bạo phát ra, đem non nửa bầu trời nhuốm thành một mảng đỏ rực. Hỏa vân này cùng lôi hỏa khác nhau rất lớn, ngoại hỏa diễm đỏ cuồn cuộn thì bên trong lại mơ hồ có hai tia sáng một vàng một bạc như ẩn như hiện. Lúc hỏa vân vừa xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu trở nên mông lung mơ hồ. Thậm chí bề mặt hồ nước bên dưới đều khe khẽ run lên rồi trở nên sôi sùng sục. Thậm chí ngay cả Hàn Lập đang đứng ở dưới thấp rất xa nơi đó cũng cảm thấy không khí xung quanh nóng hổi, dường như cả khốn linh cốc bị người ta đem nấu chín. Niết bàn châu, Hàn Lập khẽ thốt, thân sắc trên mặt cực kỳ bất ngờ. Danh tiếng của hạt châu này quả thực không nhỏ cho dù tính chọn cả linh giới, nó cũng được xem là dị bảo có tiếng tăm lừng lẫy. Khác với Lôi Hỏa Châu, nó được người có chân huyết lợi dụng bí thuật đặc biệt đem một phần chân huyết của mình luyện hóa ngưng tụ ra một bảo vật có niết bàn chân hỏa. Bảo vật này dùng sự hao tổn của huyết mạch làm cái giá phải trả nên niết bàn chân có chứa một tia bổn mạng chân hỏa của một vài loại chân linh hỏa thuộc tính. Uy năng to lớn viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng Hàn Lập mới chỉ nhìn thấy bảo vật này lần đầu tiên, nhưng hắn tin rằng dù cho tu sĩ hợp thể hậu kỳ sợ rằng không thể chịu nổi một chiêu của Niết Bàn Châu này. Đây chắc chắn là một trong những đòn sát thủ mà Vũ Y thiếu nữ lưu lại rồi. Nhưng có thể có hiệu quả đối với đạo kiếm quang mà Hắc Ma Trủy thả ra hay không vẫn là chuyện chưa thể chắc chắn. Tâm niệm của Hàn Lập điên cuồng xoay chuyển, trong tay nâng lên hai tòa cực sơn đang bắt đầu chuyển động, sau đó trên thân cự viên liền phát lên một tiếng sấm ầm vang, bên ngoài thân thể từng luồng kim sắc điện quang bắn ra đùng đùng đan vào nhau lấp lánh đem thân hình khổng lồ bao phủ bên trong cự viên dưới sự che đẩy của kim sắc điện quang thân hình liền mơ hồ không rõ. Sau khi hắc bào thanh niên trông thấy niết bàn châu thần sắc hơi lay động một chút, bàn tay cầm thanh cự kiếm màu đen bỗng nhiên nổi lên một tầng hắc quang óng ánh, pháp lực tinh thuần cũng theo đó lặng lẽ rót vào thanh kiếm. Trên bầu trời, thanh cự kiếm phát ra từng đạo âm thanh thê lương. Oanh một tiếng, từ trung tâm hỏa diễm màu xích hồng đang điên cuồng thiêu đốt kia bỗng nhiên một đạo kiếm quang đen kịt từ bên trong đó bay ra, hướng thẳng về màn sáng màu xanh phía trên cao một mạch bay đến đạo kiếm quang này so với lúc mới vừa được thả ra thì nhỏ hơn một chút nhưng uy áp ẩn chứa ở bên trong lại đáng sợ thêm vài phần nhưng vào lúc này hư không phía dưới màn sáng màu xanh bắt đầu chấn động thân hình khổng lồ của kim mao cự viên ở trong biện quang lượn lờ hiện ra đầy quỷ dị Dú lớn một tiếng rồi không chút do so dự ném hai tòa cực sơn cao gần một trượng ở trong tay về phía kiếm quang dùng thần lực của hàn lập khi biến thân thành sơn nhạc cự viên cộng thêm tu vi hợp thể hậu kỳ hôm nay Hai tòa cực sơn liền nổ đùng một tiếng lập tức hóa thành hai quả cầu ánh sáng, một xanh một đen đường kính dài đến mấy trượng điên cuồng bay tới. Nơi nó đi qua, thiên địa nguyên khí quay cuồng, hư không ở hai bên bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt màu bạc to bằng ngón cái, thanh thế của hai tòa cực sơn vô cùng mãnh liệt, phảng phất đem không gian xung quanh đều xé nát. Hắc Bào thanh niên ở phía xa thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi. Kiếm quang đen kịt vừa mới chém đến phía trên quả cầu ánh sáng, hai tiếng nổ mạnh đồng loạt bộc phát nửa trước của kiếm quang tức thì rung lên rồi như bị bẻ cong lại sau đó từ trong cực sơn tuôn ra hai cỗ cự lực thế như thủy triều rời non lấp bể khó thể tưởng tượng được cả đạo kiếm quang đều gào thét một tiếng tan ra thành từng khúc vỡ vụn hóa thành đạo đạo quang điểm màu đen biến mất trong hư không hai tòa cực sơn liền không có trở ngại lập tức xích gào bay tới phía hắc bào thanh niên hung hăng nện mạnh xuống luyện thể thuật thật bá đạo tựa hồ cùng chân ma công của thánh giới bọn ta có chút liên hệ nhưng muốn dùng nó để đối phó bổn tỏa thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Khóe miệng của thanh niên áo đen khẽ giật, lạnh lùng cười một tiếng nói. Bàn tay giơ lên hư không phía trước, bỗng nhiên năm ngón tay nắm lại thành quyền đánh liên tiếp hai quyền về phía không trung. Hai luồng ánh sáng màu đen hình nắm đấm đồng loạt bắn ra không một tiếng động, chỉ trong chớp mắt liền vừa vặn đánh chúng hai tòa cực sơn. Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai tòa cực sơn khí thế hung hãn điên cuồng bay đến khi nãy liền ngưng trệ trong một khắc, sau đó đùng đùng bắn ngược về phía hàn lập hàn lập giật nảy người không chút lưỡng lự hai cánh tay khổng lồ đột nhiên vung lên lập tức một quyền thô lớn trực tiếp hướng về phía hai tòa cực sơn nhấn mạnh xuống một cái ầm ầm hai tiếng vang lên bàn tay cử viên vừa mới tiếp xúc với cực sơn trong miệng cử viên liền phát ra một tiếng gầm nhẹ thân hình khổng lồ không tự chủ được lùi về phía sau mấy chục bước mỗi một bước đều làm cho không gian phía dưới bàn chân nhộn nhạo tựa như dẫm nát mặt đất thật sự vậy vẻ run sợ trong đôi mắt của Hàn Lập chợt lóe lên. Giờ mới biết đối phương thân là một trong tam đại thủy tổ, thực lực quả nhiên không phải đại thừa thông thường có thể sánh được. Ngay cả thân thể cũng đã tu luyện mạnh tới độ như vậy. Lúc này, hai bên liền hiện lên độn quang, thân ảnh của vũ y thiếu nữ và lũng gia lão tổ đồng loạt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn họ sợ bị nguyên yểm thánh tổ tiêu diệt từng người cho nên lập tức phi độn tới nơi này. Nhưng trong ánh mắt của họ tự nhiên vô cùng nặng nề. Bọn họ đã hiểu rất rõ, chỉ có Hàn Lập mới thật sự có chút năng lực ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể ở kế bên phụ giúp một ít mà thôi. Sau khi thanh niên áo đen dùng hai quyền đem cực sơn đánh bay trên mặt liền hiện ra vẻ khinh thường, cười ha hả một tiếng. Trong lúc hắn vừa tính mở miệng nói thêm thì một việc không thể nào tưởng tượng được đột nhiên xảy ra. Gần nơi thây tàn của bạch thích vốn chẳng ai để ý, bỗng nhiên một sợi nhạt như tơ trắng từ trong những mảnh vỡ của chiếc chuông bạc bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần đầu ngụy tiên khôi lỗi đang lơ lửng bên cạnh của nguyên yểm thánh tổ. Nét mặt hắc bào thanh niên hơi đờ ra, nhưng lập tức phản ứng. Hắn giống to một tiếng, năm ngón tay trụm lại hướng về phía sợi tơ trắng chụp tới. Động tác cực nhanh, cơ hồ ngang với tốc độ ánh sáng. Dù đã cố sức như thế nhưng rõ ràng đã muộn, tơ trắng hơi lóe lên, liền lặng lẽ chui vào trong thân hình của Ngụy Tiên khôi lỗi. Trên mặt Nguyên Yểm Thánh Tổ liền lập tức hiện ra vẻ kinh sợ, không chút do dự năm ngón tay liền đổi hướng nhanh như tia chớp túm lấy Ngụy Tiên khôi lỗi chương 2093, tham thiên tạo hóa lộ. Nhưng ngay khi thủ trảo của hắc bào thanh niên vừa chụp tới, đột nhiên từ trên thân của khôi lỗi phóng ra một tầng sát khí âm hàn đồng thời thân hình cũng khẽ chuyển động, chỉ sau một cái nhoáng lên khôi lỗi đã huyền phù ở địa phương cách đó vài chục trường. Tiếp theo đó khối ngụy tiên khôi lỗi từ từ đứng thẳng lên, hai mắt chấp động thản nhiên nhìn về phía hắc bào thanh niên rồi lạnh lùng buông ra từng tiếng. Hay lắm, Người đã thực sự muốn động thủ thì bản linh vương cũng không khách khí mượn khối ngụy tiên khôi lỗi này cùng người đấu một trận. Lúc này khối ngụy tiên khôi lỗi đúng là đang được một tia thần niệm của vị linh vương nọ ký phụ vào thao túng. Đám người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi trở nên vui mừng. Tuy rằng tia thần niệm của gã linh vương nọ không phải là đồng bọn nhưng trong tình huống này thực là một sự trợ giúp rất lớn. Nguyên yểm thánh tổ sắc mặt trầm xuống, trào thủ vừa tung ra cũng chậm rãi thu lại rồi thản nhiên đáp lời. Lão quỷ nhà ngươi quả nhiên còn có hậu thủ, Chẳng qua chỉ là để lại trong thân thể tên linh tộc tiểu bối kia một tia phân hồn khác. Bất quá ngươi thực nghĩ rằng với một cái đê giai ngụy tiên khôi lỗi là có thể cùng bản thánh tổ tranh đấu hay sao? Bổn tọa chỉ cần dùng hai thành thực lực liền có thể đem ngươi thu phục. Nếu là ở địa phương khác chắc chắn ta tin lời này. Nhưng đây là khổ linh đảo, một thân pháp lực của ngươi giỏi lắm chỉ dùng được ba bốn thành. Dù đây chỉ là một khối ngụy tiên khôi lỗi không hoàn hảo nhưng nếu có thêm vật này nữa, ta cũng muốn thử nhìn xem ngươi sẽ ứng phó như thế nào. Âm thanh của Linh Vương từ trong miệng khôi lỗi truyền ra cực kỳ tức giận, tiếp đó bàn tay khẽ lật, một chiếc bình nhỏ màu bạc cũng tức thì xuất hiện bên trong. Mặt ngoài chiếc bình hơi gồ ghề, lại mơ hồ như được khảm vào các loại hoa văn tinh xảo nhỏ như con kiến tỏa ra ngân quang chấp động đẹp đến mê người. Cố Linh Bình, ngươi làm sao có thể đem vật đó phỏng chế thành công? Ngươi cho rằng đem vật này đi đối phó với ta sẽ có tác dụng sao? Hắc bào thanh niên vừa nhìn thấy tiểu bình liền trở lên kinh hãi, nhưng sau đó lại cười lạnh một tiếng bản thân tiểu bình này đối với người đúng là không có tác dụng nhưng thứ được chứa trong nó đủ để làm thần thông của khôi lỗi này tăng lên rất nhiều khuôn mặt khôi lỗi không chút biểu tình đáp lại một câu rồi đột nhiên đem tiểu bình ném lên không trung bình nhỏ xoay tròn một cái rồi đảo ngược xuống các loại ngân văn cũng mơ hồ hiện lên tiếp theo lục quang tại miệng bình chớp động rồi một giọt chất lỏng xanh biếc ướt át từ đó chảy xuống giọt chất lỏng trong suốt màu xanh biếc tản ra linh khí tinh thuần đến kinh người dường như nó được chính thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành vậy Hàn Lập từ xa nhìn lại Tiểu Bình như cảm nhận được khí thức cực kỳ quen thuốc đang tản mát ra từ giọt lục dịch, đồng tử tự nhiên co rụt lại, trong lòng như có kinh đào hãi lãng sao đang quay cuồng. Bỏ qua sự kinh hãi trong lòng Hàn Lập, Hắc Bào thanh niên chỉ mới nhìn thấy lục dịch khuôn mặt đã trở nên co quát, cự kiếm màu đen trong tay đồng thời điên cuồng xé gió mà chém ra. Tức thì có đến 7, 8 đạo nguyệt nha gào thét hiện lên rồi trong nháy mắt hợp lại với nhau tạo thành một đạo kiếm quang thật lớn hướng đến khôi lỗi cuồn cuộn chém tới. Đồng thời bàn tay khác lại nhấc lên, một vật nhanh như tia chớp từ ngón tay bắn ra. Âm thanh xé gió vang lên, một đạo mũi nhọn như chớp nước tới mà mục tiêu đúng là giọt lục dịch kia. Dựa vào tu vi của hai người thì khoảng cách này đối với mỗi công kích dường như chỉ cần một cái nháy mắt là đến. Nhưng Ngụy Tiên khôi lỗi có vẻ đã sớm dự liệu, đối với kiếm quang đang đánh đến với khí thế kinh người lại không thèm để ý đến, ngược lại ngón tay giơ lên hướng về đạo hắc mang đang bay đến rồi ngửa cổ há miệng hít vào một hơi. Siêu một tiếng một đầu ngón tay từ bàn tay khôi lỗi tách ra, sau đó trực tiếp bắn đi chuẩn xác nghênh đón đạo hắc mang đang phóng tới. Hai thứ vừa tiếp xúc liền lóe lên một cái rồi bạo liệt tách rời ra. Đoàn hắc mang khẽ nhoáng lên một chút rồi từ từ hiện lên. Hào quang tản đi, một cây tiêm chùy xinh đẹp mê người, một thân đen nhánh, dài tầm nửa tấc lại tản mát hào quang nhẹ nhẹ, mới nhìn đã biết không phải loại bảo vật bình thường. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, giọt lục dịch liền run lên rồi hóa thành một đạo lục tuyến bắn tới nhập vào thân thể của ngụy tiên khôi lỗi mà đúng lúc này đạo kiếm quang kia cũng đã áp sát đến gần trong gang tấc theo đó là một cỗ khí tức kinh người ào ạt ập đến từng đạo hắc sắc kiếm quang khí thế vô kiên bất tồi răng khắp nới cơ hồ đem toàn thân ngụy tiên khôi lỗi bao phủ vào trong đó lấy độ đáng sợ mà hắc ma chỉ thể hiện trước đó thì ngụy tiên khôi lỗi chỉ sợ sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi bởi một đòn này nhưng ngay sau đó từ trong màn kiếm quang tối đen phát ra một tiếng hử lạnh tiếp đó đột nhiên một khe màu xanh biết nhanh chóng khai mở. Tiếp theo hai bàn tay màu xanh lục không chút dấu hiệu đột nhiên thò ra từ khe thúy mang, sau đó lại cầm vào hai bên thành khe mạnh mẽ đem màn hắc sắc kiếm quang xé toạc ra. Đạo đạo kiếm quang chém lên bàn tay nhưng ngoài làm cho lục quang lóe lên một chút thì không thể tiến sâu vào thêm. Tiếp đó, chiếc tiêm trùy bên ngoài cũng vang lên một tiếng ông minh rồi lướt tới đánh lên lục thủ. Chỉ nghe một trận âm thanh kim loại va chạm, hắc sắc tiêm trùy vừa tiếp xúc đến liền bị bắn ngược lại rồi hiện ra nguyên hình hai chiếc lục thủ kia vẫn không hề tổn hao dù chỉ một cọng lông. Nguyên hiểm thánh tổ thấy tình hình này khuôn mặt cũng không giấu được vẻ khó coi, cự kiếm trong tay khẽ run lên nhưng chỉ chúi xuống chứ không hề tiếp tục công kích, sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Lúc này màn kiếm quang màu đen đã bị hai lục thủ một hơi phá đi, từ bên trong liền hiên ra một thân ảnh xanh tươi ướt át. Đúng là khối ngụy tiên khôi lỗi đang được Linh Vương điều khiển. Chẳng qua bộ dáng hắn hiện giờ so với khi trước hoàn toàn bất đồng, khuôn mặt nguyên bản đang hiện lên từng đạo linh văn màu xanh nhưng hiên giờ lại càng đậm hơn biến thành xanh thấm, hơn nữa bên dưới làn da toàn thân dường như có vật gì đó đang bỏ qua chuyển lại làm cho người khác trông thấy không khỏi sờn tóc gáy. Khối ngụy tiên khôi lỗi đem lục trường thu lại rồi liếc mắt nhìn về hắc bào thanh niên không chút biểu tình. Tham thiên tạo hóa lộ, người lại đem một giọt loại tiên dịch này dùng trên một khối ngụy tiên khôi lỗi không cảm thấy có chút phí phạm tiên vật sao. Nguyên yểm thánh tổ nhìn chằm chằm về khôi lỗi, trên mặt hiên ra một tia kích động dáng vẻ như không thể tin được. Hừ, nếu là chân chính tham thiên tạo hóa lộ ta đã sớm dùng để luyện thành tham thiên tạo hóa đan rồi, cần gì phải đem khoe ra trước mặt ngươi. Lão Phu cũng không ngại nói cho người biết, giọt lục dịch này chỉ là tham thiên tạo hóa lộ chân chính đem đi pha loãng 10 lần mà thôi, nhưng như vậy thôi đối với ngụy Tiên khôi lỗi này thật sự rất hữu dụng. Khôi lỗi hừ lạnh một tiếng trả lời đầy hàn ý, pha loãng làm 10 lần thì công dụng cũng đại giảm, căn bản không thể đem luyện chế tham thiên tạo hóa đan được. Bất quá dù pha loãng nhưng bên trong vẫn chứa một tia tiên linh khí, cũng đủ để miễn cưỡng kích phát vài phần thần thông của khôi lỗi. Nhưng cho dù như thế thì bổn tọa không tin chỉ với một chút tiên linh khí ấy mà khôi lỗi này có thể chống đỡ thêm vài lượt công kích nữa. Tia kích đông trên khuôn mặt nguyên yểm thánh tổ chờ tắt, hai mắt xoay chuyển, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười khinh thường. Vài lần, lão phu căn bản không cần phải phiền toái như vậy, cho dù người có là ma giới thủy tổ thì ở trong tình huống này cũng khó có thể tiếp được một kích của ngụy tiên khôi lỗi. Trên khuôn mặt của khôi lỗi đột nhiên hiên ra một tia quỷ dị nói. Vừa dứt lời, hai chân khôi lỗi khẽ dẫm, thân hình cũng theo đó phóng ra rồi hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng bay đến. Người muốn chết, nguyên yểm thánh tổ nghe được lời nói của đối phương trong lòng không khỏi giấy lên một tia kinh hoặc, lại thấy khôi lỗi nghênh ngang bay về phía mình ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng âm lệ. Trong miệng hét to một tiếng, sau lưng liền hiện ra một cái ma ảnh thật lớn. Ma ảnh này cổ quái vô cùng, chẳng những giống với một con thiềm thử sao sao khổng lồ toàn thân đen thùi, hơn nữa ngoại trừ chiếc đầu bên trên cần cổ thô to, ở mỗi bên sườn còn có thêm bốn quả đầu nhỏ khác. Cho dù tra cứu tất cả điển tịch của ma giới lưu truyền lại cũng chỉ có thể nhận định rằng đây là một con cửu đầu ma thiềm mà thôi. Cửu đầu ma thiềm pháp tướng vừa hiện lên, cái miệng có răng nanh sắc nhọn trên quả đầu chính giữa há rộng, một đạo kim ảnh liền từ trong đó bắn ra ngoài. Cũng không biết kim ảnh đó là vật gì, nhưng chỉ mới hiện ra đã nhanh chóng bay tới tiếp một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi nhưng chỉ sau một tiếng nổ vang kim ảnh lập tức bắn về, khác ở chỗ so với lúc bay tới bộ dáng còn nhanh gấp hai lần. Hắc bào thanh niên thấy cảnh này vẻ dữ tợn trên khuôn mặt hiện lên, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Kim ảnh trong miệng cự thiềm theo đó bỗng nhiên mãnh liệt trào lên, nhất thời chỉ thấy khắp trời được bao phủ đầy kim ảnh, ngay cả gần nửa mặt hồ phía dưới cũng được che bởi một tấm kim sắc cự võng, ngụy tiên khôi lối cũng bị vây vào trong đó. Chỉ chớp mắt sau, ngụy tiên khôi lối bị vô số đạo kim quang trong cự vong đánh trúng, mọi thứ bảo vật được thả ra bay toán loạn tứ phía, nhưng hễ chạm đến cự võng lại lập tức bị bắn về thủy chung không thể phá lưới mà ra. Hiện giờ Ngụy Tiên khôi lỗi ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Hắc bào thanh niên trông thấy cảnh này liền cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay cũng biến đổi, kim ảnh đang ngập trời cũng tán loạn biến mất, chỉ có một tia chớp nhoáng lên một cái đã đem khôi lỗi quấn chặt vào trong đó nhanh chóng kéo về. Ngụy Tiên khôi lỗi bị kéo đến trước Hắc bào thanh niên khoảng một trượt, lại bị sợi dây màu vàng trói đến tám vòng căn bản tứ chi không thể mảy may nhúc nhích. Mà giờ đây mọi người có thể nhìn rõ là sợi dây thô to giống dây thường kia chính là cái lưỡi thật dài cho cửa thiềm phun ra. Bất quá chiếc lưỡi này so với của đám ma vật bình thường lại khác nhau rất lớn, chẳng những có màu vàng nhạt hơn nữa còn có những văn tự hằn lên bên trên đó. Đám ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất phát ra ánh sáng lập lè làm cho chiếc lưỡi giống với một kiện pháp khí nhiều hơn. Nói gì cũng dư thừa, hiện giờ ngươi còn có thần thông gì hay mau đem ra, nếu không thì đây chính là giờ chết của ngươi nguyên yểm thánh tổ cười lớn chiếc lưỡi màu vàng cũng dần siết mạnh nhất thời từ trên thân khôi lỗi truyền đêm từng tiếng rào rạo bạo liệt vị thủy tổ này định dùng chiếc lưỡi của ma tướng mạnh mẽ nghiền nát khối ngụy tiên khôi lỗi ngụy tiên khôi lỗi không phải là cơ thể bằng xương bằng thịt nên độ mạnh mẽ tuyệt không kém hơn so với bậc tồn tại đại thừa nhưng dưới cự lực của chiếc lưỡi lại có thể tùy thời mà vỡ vụn nhưng khôi lỗi khi nghe được lời của nguyên yểm thánh tổ lại hoàn toàn không hề có ý tứ sợ hãi ngược lại khóe miệng còn nhếch lên bộ dáng như đang châm chọc. Chú thích, tham thiên tạo hóa lộ, hạt xương dối trời định đoạt. Sao kinh đào hãi lãng, sóng to gió lớn, sao sao thiềm thử, con cóc.